Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 133. Hắn biết, đối phương là muốn dụ hắn đi chỗ khác. Nghe Diệp Quân nói vậy, Tam Tỷ lắc đầu cười, tên tiểu tử nhà đệ thông minh quá cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Quân trầm giọng nói, Tam Tỷ, mặc dù phía trước có rất nhiều người, nhưng bọn chúng lại không đoàn kết. Hơn nữa, trong lòng bọn chúng có ý đồ xấu, chỉ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, bọn chúng sẽ không thực sự liều mạng vì tổ đạo đâu. Vì vậy, chỉ cần chúng ta chém giết mạnh tay thêm mấy lần nữa, bọn chúng sẽ không dám tiến lên nữa đâu. Tam Tỷ quay đầu nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, tiểu cửu, đệ còn trẻ tuổi như vậy nhưng tâm trí lại rất trưởng thành, chắc đã phải chịu rất nhiều khổ cực rồi phải không? Diệp Quân hơi sửng sốt, trên mặt hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vẫn ổn. Tam Tỷ quay đầu nhìn vô số cường giả ở phía chân trời, nhẹ giọng nói, vẫn cần một chút thời gian nữa. Cô ta vừa dứt lời, thì đột nhiên có một bàn tay khổng lồ từ trên trời vỗ mạnh xuống. Chỉ trong chốc lát, biển lửa bị đập vỡ thành từng mảnh, mà gần như cùng lúc đó, cơ thể của Tam Tỷ run rẩy dữ dội, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Quân vội vàng đỡ lấy cô ta, Tam Tỷ. Tam Tỷ khẽ lắc đầu, không xêu. Dứt lời, cô ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, ở đó có một cường giả thần bí mặc áo choàng đen, đeo một chiếc mặt nạ sắt, vì vậy hoàn toàn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của ông ta. Cường giả thần bí đột nhiên mở lòng bàn tay ra, ngọn lửa của Tam Tỷ bị ông ta hút vào trong lòng bàn tay. Ông ta nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ở trong tay, khẽ mỉm cười nói, tên Lăng Tiêu này quả thực thú vị, đến ngay cả ngọn lửa thần đầu tiên của thời đại tiền cổ mà cũng nỡ tặng cho người khác. Phải nói rằng ông ta đối xử thật tốt với đám đệ đệ muội muội các ngươi đấy. Tam Tỷ nhìn chằm chằm cường giả thần bí, ngươi là ai? Cô ta đương nhiên có phần kinh ngạc, bởi vì trên thế gian này có rất ít người biết được tên thật của đại ca. Cường giả thần bí cũng không trả lời Tam Tỷ mà ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong thiên mộ giới, một lát sau, ông ta nhẹ giọng nói. Chẳng trách các ngươi lại liều mạng muốn ngăn cản đến vậy, thì ra ông ta đang hồi phục lại thực lực của mình. Dứt lời, ông ta bước đi chậm rãi về phía thiên mộ giới. Tam Tỷ hơi nheo mắt lại, tay phải từ từ nắm chặt, mà chính vào lúc này, Diệp Quân đang ở bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng. Tam Tỷ, để ta lên. Tam Tỷ đang định lắc đầu thì Diệp Quân lại nói tiếp, tỷ trị thương trước đi. Dứt lời, cả người hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trời, đến trước mặt người thần bí đó. Người thần bí cũng không dừng bước chân lại. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nói, ngươi là người mới gia nhập vào sao? Diệp Quân gật đầu, ta là nhỏ nhất. Người thần bí khẽ mỉm cười, tuổi nhỏ như vậy đã làm kẻ nghịch đạo, phải nói rằng ngươi rất lợi hại đấy. Diệp Quân bình tĩnh đáp, hết cách, ba đời nhà ta ai nấy đều cứng đầu, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Người thần bí cười ha ha, ta rất thích những kẻ cứng đầu, bởi vì những kẻ như thế phải phá vỡ từng chút một mới thú vị. Tiểu tử. Ngươi đừng khiến ta quá thất vọng. Vừa dứt lời, ông ta đã lao về phía Diệp Quân như một tia sét. Rắc rắc. Vào khoảnh khắc ông ta lao đến, thời không xung quanh trong nháy mắt rạn nứt, hơn nữa còn lan rộng ra bốn phía với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong nửa hơi thở đã bao phủ toàn bộ tỉnh vực. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, không thể thở được trước áp lực của khí tức của người thần bí đó. Mà Diệp Quân còn bị người thần bí nhắm tới. Lúc này mới là người chịu áp lực lớn nhất. Giờ khắc này, hắn cảm thấy ngạt thở giống như bị đuối nước. Nhưng một khắc sau, hắn xoay cổ tay, ba loại sức mạnh huyết mạch cùng với kiếm ý trật tự ở trong cơ thể cuộn trào ra. Luồng khí tức khủng khiếp bao trùm lấy hắn bị đẩy lui vài trượng. Ngay sau đó, khi người thần bí lao tới, luồng khí thế đó cũng đột nhiên dâng cao giống như rời non lấp biển mà lao về phía hắn, muốn nghiền nát hắn. Gần như là cùng lúc, một kiếm của Diệp Quân chém ra. Vì trong tay hắn đang nắm giữ nhà họ Thanh Huyên, cộng với sự gia tăng của sức mạnh huyết mạnh và kiếm ý trật tự. Vì vậy một kiếm này của hắn cứ như vậy mà xé toạc luồng khí thế kia. Mà vào khoảnh khắc nắm đấm và kiếm chạm vào nhau. Một tiếng nổ đỉnh tai nhức óc đột nhiên bùng nổ ở trong trời đất. Tiếp theo đó, Diệp Quân và người thần bí kia đồng thời lùi mạnh về phía sau. Khi Diệp Quân sắp đụng vào màn sáng phủ văn, thì một bàn tay giữ hắn lại. Chính là Tam Tỷ. Cách đó không xa, người thần bí cũng dừng lại. Ông ta cúi đầu nhìn tay phải của mình, trên tay phải của ông ta có một vết kiếm thật sâu,
khiến ông ta hơi kinh ngạc. Trong chốc lát, ông ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân ở phía xa xa, kiếm này của ngươi vậy mà có thể phá vỡ được thần thể bất hủ này của ta. Thú vị! Phía xa, Diệp Quân dừng lại, lau máu trên khóe miệng, sau đó nhìn người thần bí, người rất tầm thường. Hắn không phải giả bộ, vốn tưởng rằng thực lực của kẻ trước mặt này vô cùng mạnh, nhưng khi giao chiến thì hắn lại phát hiện kẻ này thật sự kém Phạn Chiêu Đế rất xa. Không đúng, hai người căn bản không thể so sánh được. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Quân dần trở nên nghiêm túc, thực ra thực lực của Phạn Chiêu Quân có lẽ đã vượt qua nền văn minh vũ trụ cấp 10 rồi. Nghe thấy lời của Diệp Quân, người thần bí lập tức bật cười, ta tầm thường sao? Đúng là một con kiến hôi ngu dốt, ngươi có biết tên của ta không? Ngươi! Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Quân đã cầm kiếm chém đến trước mặt ông ta. Mà ở bên kia, một cô gái đang bình tĩnh nhìn mọi chuyện đang xảy ra ở bên dưới. Diệp Quân rất ghét đối thủ nói nhảm trong lúc chiến đấu, vừa nghe thấy người thần bí này nói nhảm, hắn đã cảm thấy rất phiền, vì vậy, xuất kiếm rất dứt khoát. Hắn thật sự không hiểu những người thích thể hiện trong lúc chiến đấu nghĩ cái gì. Đánh nhau mà cũng cần phải thể hiện sao? Diệp Quân cũng thích thể hiện, nhưng hắn lại càng thích thể hiện sau khi đánh thắng hơn, đánh chưa thắng đã thể hiện lỡ như thua rồi thì chẳng phải thành kẻ ngốc à. Thấy Diệp Quân đánh tới, ánh mắt người thần bí kia lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta xoay cổ tay, lập tức đấm một quyền về phía Diệp Quân, vừa đánh tới, một con yêu thú dữ tợn đột nhiên lao ra ngoài. Con yêu thú này nhìn rất giống chó, nhưng lại có 6 đuôi, trông rất xấu xí, vừa mới lao ra, nó lập tức há mồm hung hăng căn Diệp Quân. Diệp Quân giơ tay vung kiếm xuống. Nhưng yêu thú kia lại không hề sợ, không chỉ vậy, nó còn trở nên càng hung dữ hơn, ánh mắt hung ác, vô cùng dữ tợn. Rắc rắc, một nhát kiếm của Diệp Quân vừa chém xuống, con yêu thú kia lập tức đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe nhưng ngay lúc Diệp Quân định chém chết nó. Hắn dường như cảm nhận được điều gì, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên xoay người, nhưng đã chậm rồi, một cái miệng to như chậu máu lao tới phía hắn, tốc độ vô cùng khủng khiếp, còn không đợi hắn kịp phản ứng đã cắn lấy hắn. Nhưng một lát sau, một luồng kiếm quang đột nhiên phát ra từ bụng của con yêu thú. Sau khi đi ra, vẻ mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Vì giờ phút này, hắn đã không còn ở bên ngoài thiên mộ giới nữa, đây là một thế giới toàn màu đen. Giơ tay lên còn không thấy rõ năm ngón. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu tử, không ổn, đây là ảo cảnh. Ảo kẻ nhi. Diệp Quân khẽ nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh, hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn cảm nhận không gian xung quanh, đúng như tháp gia nói, đây là một ảo cảnh, hắn vừa giết chết yêu thú và bị yêu thú chiếm đoạt cũng là ảo cảnh. Người thần bí kia lại còn biết huyễn thuật sao? Không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn đột nhiên chém một nhát kiếm về phía trước. Rầm. Thời không trước mặt lập tức bị xé rách, nhưng sau chốc lát lại khép lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ra cũng không khép lại, chỉ là một loại ảo tưởng mà thôi. Sau khi Diệp Quân thấy thời không bị xé rách khép lại, hắn không tiếp tục xuất kiếm nữa mà lập tức thúc giục kiếm Thanh Huyên rồi biến mất. Xuyên qua. Ngay lập tức. Diệp Quân đã xuất hiện trước thiên mộ giới, nhưng thế giới Diệp Quân đang thấy lại là một mảnh đen tối trong thời không đói. Bên ngoài, người thần bí kia đứng nhìn Diệp Quân cách đó không xa, cười nói, đây chính là kiếm tu ư. Chỉ là ảo cảnh mà cũng không phá được. Tam tỷ nhìn Diệp Quân đứng ở phía chân trời, vẻ mặt bình tĩnh không hề gợn sóng, vì cô ta tin tưởng tên tiểu tử này. Ngay tại lúc này, người thần bí đột nhiên biến mất, chạy thẳng về phía Diệp Quân ở đằng xa. Mà trong thế giới của Diệp Quân vẫn là sóng êm biển lặng hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay lúc người thần bí xông tới trước mặt Diệp Quân đứng đó đột nhiên chém một nhát kiếm xuống. Ầm, luồng kiếm quang vừa phát ra, người thần bí và Diệp Quân đồng thời bị đánh lui, nhưng không bao lâu sau, Diệp Quân đã dừng lại. Sau khi người thần bí dừng lại, ông ta nhìn tay phải bị thương của mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở đằng xa. Khó tin, sao có thể? Cách đó không xa, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn về phía người thần bí, có thể ông không biết lai lịch của thanh kiếm trong tay ta rồi. Nói xong, hắn cầm kiếm chậm rãi bước về phía người thần bí. Người thần bí nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, lai lịch. Lai lịch thế nào? Diệp Quân nhìn chằm chằm người thần bí, đây là kiếm do cô của ta chế tạo đó, ông hiểu không?
Người thần bí cười khẽ, ngươi. Giọng của Cửu Châu chủ đột nhiên vang lên trong sân, hắn đang kéo dài thời gian đó. Người thần bí quay đầu nhìn Cửu Châu chủ, không nói gì. Mà lúc này, đám người Hoang Cố Thiên cũng đang nhìn người thần bí, có người dẫn đầu là điều mà bây giờ bọn họ cầu còn không được. Người thần bí ngẩng đầu nhìn tổ đạo trên trời, tổ đạo cũng không có phản ứng gì. Người thần bí yên lặng một lát, sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Quân, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất. Mà cách đó không xa, gần như cùng lúc đó, Diệp Quân lập tức hóa thành một luồng kiếm quang đánh tới. Bây giờ Diệp Quân cũng đã có hiểu biết sơ bộ về thực lực của người thần bí này, đối phương chưa phát huy ra thực lực thật sự, điều này cũng rất bình thường, cường giả tới nơi này cơ bản cũng sẽ không quá liều mình, dù sao bọn họ cũng không phải một tập thể, cũng đều có sự phòng bị với người khác. Người thần bí này cũng vậy, thực lực của ông ta thật ra còn mạnh hơn những cường giả khác rất nhiều, nhưng ông ta không lật tẩy quân át chủ bài của mình. Đều là người có ý đồ xấu cả. Rất nhanh, Diệp Quân và người thần bí lại đánh nhau, thực lực của người thần bí đang chiếm ưu thế hơn một chút, nhưng cũng không làm được gì Diệp Quân. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của huyết mạch phong mạ, thực lực của Diệp Quân càng ngày càng mạnh, đánh càng ngày càng hăng. Thấy cảnh này, Tam Tỷ cũng thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, bây giờ cô ta mới nhận ra Tiểu Cửu thật sự rất mạnh, tuổi trẻ như vậy đã có thể tranh đấu với một đám cường giả cổ lão. Đây là điều vô cùng hiếm thấy. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô ta vội vàng trị thương, Diệp Quân tranh thủ thời gian cho cô ta nên phải biết quý trọng. Phía chân trời, lúc đám người Hoang Cổ Thiên thấy Diệp Quân càng đánh càng mạnh, vẻ mặt đều khó coi, không thể không nói, thực lực của Diệp Quân thật sự rất khó tin, thiên tài yêu nghiệt ở cấp này tìm khắp toàn bộ nền văn minh vũ trụ cấp 10 cũng không ran. Người này rốt cuộc tới từ đâu? Có thể nói, nếu bọn họ không có nhiều người, thật sự không phải là đối thủ của thiếu niên kiếm tu trước mắt này. Ngay tại lúc này, cách đó không xa có một tiếng động lớn truyền đến, ngay sau đó, một luồng kiếm quang bỗng phát ra, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Cường giả xung quanh thấy vậy, vội vàng rút lui. Làn sóng xung kích mạnh mẽ kia khiến Diệp Quân và người thần bí lần lượt lui ra sau. Sau khi Diệp Quân dừng lại, cơ thể đột nhiên run lên, trong lúc đó, ngàn vạn kiếm quang lập tức chém về phía người thần bí vừa mới dừng lại ở đằng xa. Thấy Diệp Quân càng đánh càng mạnh, vẻ mặt người thần bí dưới lớp mặt nạ nhất thời tối sầm lại, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân đang lao về phía mình, tay phải chậm rãi siết chặt lại. Một lát sau, ông ta đột nhiên tung ra một quyền, vừa đánh ra, một vòng xoáy màu đen đột nhiên hiện ra trước mặt ông ta, chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm quang kia lập tức bị vòng xoáy đen này nuốt chửng. Nhưng khi Diệp Quân đánh tới, vòng xoáy đen đó lập tức bị hắn dùng một nhát kiếm chém nát. Thấy cảnh này, vẻ mặt người thần bí nhất thời trở nên khó coi, thanh kiếm này của ngươi. Lúc này, Diệp Quân cầm kiếm đâm tới trước mặt ông ta. Người thần bí chỉ tay một cái, một chữ đạo màu vàng đột nhiên hiện ra. Diệp Quân chém một nhát kiếm lên chữ đạo, cả người hắn ngay lập tức bị đánh bật ra ngoài, nhưng rất nhanh, một cánh tay đã đỡ lấy hắn. Chính là Tam Tỷ, Tam Tỷ nhìn người thần bí đằng xa, trầm giọng nói, đó là chữ đạo mà tổ đạo ban cho ông ta, bên trong chứa đựng rất nhiều sức mạnh tổ đạo. Diệp Quân nhìn tay phải của mình, toàn bộ cánh tay đó đều trở nên tê dại. Đằng xa, chữ đạo trước mặt người thần bí chậm rãi bay lên trời, cuối cùng lơ lửng ở trên đỉnh đầu ông ta, lúc này, toàn thân ông ta đã xuất hiện một màu vàng nhàn nhạt. Tổ đại bảo hộ. Thấy cảnh này, Hoang Cổ Thiên trong sân đột nhiên hoảng sợ, trong mắt gã còn có sự ngưỡng mộ không thể nào che giấu được. Tổ đạo bảo hộ. Tên như nghĩa, ngay cả khi có được sự bảo hộ của tổ đạo, mà đây không phải sự bảo hộ đơn thuần, có tổ đạo bảo hộ thì đồng nghĩa với việc có thể vận dụng được 3 phần sức mạnh của tổ đạo. 3 phần sức mạnh. 3 phần sức mạnh của tổ đạo cũng đã có thể càn quét được 1 vạn lần nền văn minh vũ trụ cấp 10 rồi. Điều này cứ như gian lận vậy. Bọn họ cũng không ngờ rằng người thần bí này lại nhận được tổ đạo bảo hộ, điều này khiến bọn họ thật sự rất ghen tị. Mà sau khi có tổ đạo bảo hộ, khí tức của người thần bí kia đột nhiên biến mạnh mẽ, nếu nói khí tức trước kia của ông A giống như một dòng sông thì giờ phút này, khí tức tỏa ra từ cơ thể ông ta lại giống như một đại dương mênh mông. Bên cạnh Tam Tỷ, Diệp Quân không hề sợ hãi, hắn cầm kiếm Thanh Huyền định lao về phía người thần bí kia, nhưng lại bị Tam Tỷ kéo lại. Tam Tỷ trợn mắt nhìn hắn, tiểu tử ngốc, đệ đừng manh động như vậy,
thực lực của tên kia lúc này mạnh hơn trước đó rất nhiều, đánh không được đâu. Diệp Quân chỉ tuét miệng cười, không giấu gì Tam tỷ, kẻ địch ta đánh còn mạnh hơn ông ta rất nhiều. Tam tỷ nhíu mày, mạnh hơn ông ta sao? Diệp Quân gật đầu. Thực lực của Phạn Chiêu Đế nhất định có thể đè bẹp người thần bí trước mắt hắn. Tam tỷ trầm giọng nói, tại sao người nhà đệ lại không giúp? Diệp Quân lắc đầu, cười ha ha, ta được nuôi dưỡng ở bên ngoài, nhà chúng ta có truyền thống như vậy. Nói bậy. Tam tỷ nhíu mày, làm gì có kiểu nuôi dưỡng ở bên ngoài như vậy? Đệ đừng cười ngốc nữa, ta mặc kệ truyền thống gì đó nhà đệ, ở chỗ chúng ta, chỉ có đại ca là mạnh nhất, đại ca không có ở đây thì nhị ca chính là người mạnh nhất, không có nhị ca thì người đó chính là ta, hiểu không? Diệp Quân nghiêm túc nói, Tam tỷ, ta không sợ ông ta có thể làm được. Dưỡng thương trước đi, ta nghỉ ngơi xong rồi. Tam tỷ trợn mắt lườm hắn, Diệp Quân không biết phải làm sao. Tam tỷ xoay người nhìn người thần bí, cô ta bước lên phía trước một bước, vừa bước, thân thể cô ta đã cách người thần bí trăm trượng. Cô ta quan sát ông ta, người biết đại ca của ta, chắc cũng là cùng một thời đại với đại ca ta lại hơi tò mò đó. Người thần bí nói, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn kéo dài thời gian sao? Ngươi thật sự cho rằng để lăng tiêu ra ngoài là có thể càn quét được mọi thứ ư? Tam tỷ cười nói, vậy đợi lát nữa ngươi đấu tay đôi với đại ca ta đi. Người thần bí nheo mắt, Tam tỷ nhếch khóe miệng, không dám sao. Ngay tại lúc này, tổ đạo đột nhiên đưa ối ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng chỉ một cái. Bùm! Vô số sức mạnh đại đạo rơi xuống như vũ bão, trong nháy mắt, tất cả cường giả phía dưới lại tiếp tục tăng thêm một cảnh giới. Vẻ mặt Tam tỷ trầm xuống, người thần bí đột nhiên điên cường cười lớn, bây giờ đã biết thế nào là tuyệt vọng chưa? Đấu với tổ đạo ư, thật là quá ngu xuẩn. Tất cả mọi người ở đây đều cùng tăng thêm một cảnh giới. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả cường giả trên chiến trường choáng váng. Niềm hạnh phúc này đến quá đột ngột. Sau cú sốc là niềm vui ngây ngất, vô số cường giả không khỏi phấn khích kêu lên. Lúc này, bọn họ mới ý thức được, thăng tiến cảnh giới hóa ra có thể đơn giản như vậy. Tất nhiên, nhiều cường giả cảm thấy những cảm xúc phức tạp hơn vì họ nhận ra rằng có một số thứ, dù nỗ lực cả đời nhưng họ vẫn không thể đạt được. Tuy nhiên, những người khác có thể dễ dàng giải quyết chúng chỉ bằng một cú búng tay. Lúc này, bọn họ mới ý thức được, trên thế giới này, bọn họ thật sự giống như những con kiến tầm thường. Lúc này, lòng tôn kính của họ đối với tổ đạo trên trời càng sâu sắc hơn, một sự tôn kính chân thành và tận tâm nhất. Giờ phút này, bọn họ đã không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác, đều ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh giới của tất cả các cường giả lần nữa thăng cấp, sắc mặt Diệp Quân và Tam tỷ ở cách đó không xa đều tối sầm. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi kinh ngạc. Hóa ra mọi chuyện có thể diễn ra như thế này. Tam tỷ cau mày thật chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì cô ta nhận thấy rằng không chỉ các cường giả trên chiến trường thăng cấp cảnh giới mà những thi thể nghịch đạo kia cũng tăng mạnh. Sau khi thăng cấp, sức mạnh của chúng đã tăng lên đáng kể. Kết quả là đám người thượng thương chủ giờ đã bị áp chế hoàn toàn. Thực lực của từng thi thể nghịch đạo này quá mạnh, bất kỳ ai trong số chúng cũng có thể đè bẹp đám người hoang cổ thiên. Dù sao bọn chúng đều từng là những kẻ nghịch đạo, hơn nữa còn bị tổ đạo đặc biệt luyện chế, vì vậy sức chiến đấu của chúng rất dữ dội. Lúc này, người bí ẩn kia đột nhiên nói, giết. Lời vừa dứt, ông ta liền dẫn đầu lao về phía Diệp Quân và Tam tỷ, khi nhìn thấy người bí ẩn ra tay trước, đám người hoang cổ thiên cũng cười ha hả, cùng nhau lao ra ngoài, lúc này, bọn họ tràn đầy tự tin. Kẻ nghịch đạo thì sao? Cũng chỉ là bọn kiến hôi. Giờ phút này, khí thế của những cường giả này đã trải qua một sự thay đổi to lớn. Khí tức đáng sợ hội tụ lại, giống như một dòng nước lũ dâng trào. Còn chưa tới nơi, họ đã làm cho màn sáng do Tam tỷ phóng ra trông như ảo ảnh, trong suốt và gần giống như làn khói. Cảm nhận được luồng uy áp quái dị, Diệp Quân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một chút quyết tâm, hắn tiến lên một bước với thanh kiếm Thanh Huyền trong tay, chuẩn bị. Dùng kiếm bắn lên trời, nhưng lúc này, Tam tỷ đã tóm lấy hắn. Diệp Quân quay đầu nhìn Tam tỷ khẽ mỉm cười, cùng lên đi. Diệp Quân cười tâu toét, được. Khi hai tỷ đệ chuẩn bị ra tay, thì đột nhiên, một sự thay đổi xảy ra. Không gian trước mặt nổ tung, sau đó, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Chính là Quân Đất.
Quân đế nhìn vô số cường giả đang lao về phía mình, vẻ mặt vô cảm, đột nhiên, ông ta xòe lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Đùng! Thân thể ông ta đột nhiên to lên gấp trăm lần. Tượng đạo! Tượng đạo này không phải tượng đại đạo, mà là đạo của chính ông ta. Không dựa vào bất kỳ ngoại lực hay đại đạo lực, ông ta đã tạo ra đạo bằng chính sức lực của mình. Ngay lúc tay phải Quân đế đột nhiên siết chặt, năm ngón tay to lớn nắm chặt thành nắm đấm, ngón cái ấn vào mắt nắm đấm, mỗi khớp đều phát ra lực. Quyền ý đáng sợ dâng lên như thủy triều, nghiền nát trời đất thành từng mảnh. Khi ông ta tung ra cú đấm này, thời gian như dừng lại, trời long đất lở, nguyên khí vỡ vụn, không gian diệt vong. Uy lực của một quyền đẩy lùi hàng trăm ngàn cường giả, có một số kẻ yếu hơn bị tiêu diệt linh hồn ngay tại chỗ. Cú đấm này đã trấn áp hàng vạn cường giả, cú đấm phá vỡ khu vực không gian thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, cổ họng Diệp Quân cuộn lên, sau đó nói, đỉnh. Tam tỷ khẽ mỉm cười, nhị ca đúng là rất mạnh. Vừa nói, cô ta vừa vỗ vai Diệp Quân, cười, tiểu cửu, đệ cũng rất quỷ dị, sớm muộn gì đệ cũng nhất định sẽ mạnh hơn cả nhị ca và đại ca. Diệp Quân mỉm cười, ta sẽ cố gắng. Trên bầu trời, tất cả mọi người đều nhìn tượng đạo Quân đế ở phía xa, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, giống như đang nhìn thấy quỷ vậy. Đây là người sao? Cú đấm này mạnh đến mức chỉ đánh một cú mà đã đánh bay cả trăm ngàn cường giả. Thật kinh khủng. Lúc này, những cường giả trên chiến trường có phần ngơ ngác trước khí thế uy nghiêm của Quân đế. Niềm tự tin vừa nhen nhóm đã bị dập tắt vào lúc này. Cửu Châu chủ liếc nhìn Quân đế, rồi quay đầu nhìn về phía người kế bên Quân đế không xa, tại nơi đó, lão hòa thượng. Ngồi xếp bằng trong hư không, hai tay chắp lại, hơi thở mong manh. Lúc này, lão hòa thượng đột nhiên chậm rãi nhìn lên một nơi nào đó, A-di-đà Phật. Vừa nói, cơ thể ông ta tiêu theo chiều gió, hoàn toàn sụp đổ. Cửu Châu chủ khẽ nói, yên tâm đi. Cách đó không xa, Quân đế hóa thành tượng đạo liếc mắt nhìn đám người Hoang Cổ Thiên. Cuối cùng, ánh mắt của ông rơi vào người bí ẩn cầm đầu Trừ Minh. Tại sao phải giấu mặt? Thật buồn cười, người bí ẩn nhìn chằm chằm Quân đế, Quân đế. Quân đế liếc nhìn người đàn ông tên Trừ Minh với ánh mắt thờ ơ, không ngờ ngươi lại trở thành tay sai của tổ đạo. Nhớ khi đó, Trừ Minh ngươi là một kẻ cứng rắn, cốt cách đầy mình, bây giờ lại khúm núm luồn cúi. Trừ Minh nhìn chăm chăm vào Quân đế, Quân đế, ngươi nghĩ đại ca ngươi có thể chống lại tổ đạo hay sao? Quân đế khẽ lắc đầu, đừng lo lắng, ta nói vậy thôi, chứ không phải khinh ngươi đâu. Mọi người, sắc mặt Trừ Minh đột nhiên trở nên khó coi. Tay phải chậm rãi nắm chặt, hào quang trên người vô cùng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không dám ra tay. Thấy ông ta không dám ra tay, những cường giả còn lại nhất thời cũng không dám ra tay nữa. Thấy cảnh này, Quân đế khẽ lắc đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn lên nhìn tổ đạo trên bầu trời, tổ đạo, ngươi tự nhìn cái đám phế vật ngươi gọi tới đi, hơn trăm ngàn người, thế mà còn không gan bằng cửu đệ của ta. Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn Diệp Quân ở phía xa. Khẽ mỉm cười. Lúc trước khi ở bên Bỉ Ngạn Giới, ông ta vẫn luôn chú ý đến chiến trường bên ngoài, ông ta rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Quân, hắn đúng là ra dáng đàn ông đích thực. Bên cạnh Diệp Quân, Tam tỷ cũng nhìn Diệp Quân, cười nói, nhị ca rất ít khi khen người khác đấy. Diệp Quân cười tâu toét. Trên bầu trời, nghe được Quân đế trắng trợn sỉ nhục, sắc mặt của mấy vạn cường giả kia đều trở nên khó coi. Điều này quá xúc phạm. Lúc này, những cường giả này trở nên tức giận. Cảm nhận được sự tức giận của những cường giả phía sau, Trừ Minh lập tức nói, Quân đế, ngươi cho rằng với thực lực của ngươi sẽ có thể ngăn cản tất cả mọi người sao? Thật nực cười. Quân đế đột nhiên giơ tay và tung một cú đấm, quyền ý vô biên quét cùa va chạm trực diện. Trừ Minh còn chưa nói xong đã bị chấn động lùi lại mấy vạn trượng. Các cường giả khác cũng bị ảnh hưởng, đều buộc phải liên tục lui về. Quân đế liếc nhìn Trừ Minh cầm đầu, rác rưởi. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, nhìn mọi người đối diện, ý ta là các ngươi. Mọi người. Phải nói rằng, lời nói của Quân đế đã khơi dậy cơn tức giận của mọi người trong hiện trường. Suy cho cùng, người dám tới cũng không phải người bình thường. Lúc này lại bị sỉ nhục như thế, bọn họ không thể chịu đựng được nữa. Ngay lập tức, họ lại một lần nữa lao về phía Quân đế. Người xông xáo nhất chính là người bí ẩn kia, ông ta cũng phô ra tượng đạo của chính mình, tượng đại đạo của ông ta cũng rất khổng lồ,
trông cũng không yếu hơn quân đế là bao, nhưng toàn bộ khí thế đều kém hơn đế quân 108.000 dặm, thực lực ông ta có được dựa vào sức mạnh của đại đạo, tất nhiên không thể so được với sức mạnh của quân đế tự tu luyện được. Đối mặt với mật độ cường giả dày đặc, trong mắt quân đế không hề lộ ra vẻ sợ hãi mà còn hào hứng mãnh liệt một nhóm Tép Riun. Nói xong, ông ta đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sau đó tung một nắm đấm khổng lồ hung hăng về phía đám cường giả. Khi nắm đấm này được tung ra, một luồng uy áp đáng sợ bao trùm khu vực trong chu vi hàng chục triệu dặm. Không khí trong không gian rộng lớn này trong nháy mắt vỡ vụn, chớp mắt một cái, không gian trải rộng hàng chục triệu dặm bốc cháy rồi dập tắt. Mà ở phía đối diện của cú đấm kia, một đám cường giả càng thêm một ngạt vì sự áp chế của nắm đấm này, tượng đạo của người đàn ông bí ẩn dẫn đầu cũng tung quyền về phía quân đế khi ông ta ra đòn, nhưng nắm đấm của ông ta đã bị vỡ tan tành trước khi kịp đến gần nắm đấm của quân đế. Sau đó, tượng đạo của ông ta bể nát, cơ thể ông ta trong nháy mắt văng lộn ngược về sau như diều đứt dây, bên cạnh gã, một đám cường giả đồng loạt tung chiêu, tất cả sức mạnh tập trung lại một chỗ. Nhưng vẫn không thể lay chuyển nắm đấm của quân đế, ngược lại còn ở thế yếu. Một quyền áp chế cả trời. Diệp Quân phía dưới nhìn thấy cảnh này, có hơi hào hứng nói, nhị ca đúng là lợi hại thật. Phải nói rằng thực lực của vị nhị ca này thật sự khiến hắn chấn động, hiện tại, trong số những kẻ thù mà hắn gặp phải, e rằng chỉ có chủ nhân của đại đạo bút và phản chiêu đế mới có thể đấu lại nhị ca. Bên cạnh Diệp Quân, Tam Tỷ Khế mỉm cười, đại ca còn lợi hại hơn. Diệp Quân quay đầu nhìn Tam Tỷ, mạnh hơn cả nhị ca ư. Tam Tỷ gật đầu, ngẩng đầu nhìn quân đế ở phía chân trời, cười tủm tỉm, lúc đó nhị ca bị đại ca đánh chẳng ra hình dạng gì luôn ấy chứ. Diệp Quân. Trên bầu trời, hàng trăm vạn cường giả bị một đấm của quân đế chấn áp tại chỗ, uy lực của hai bên hội tụ một chỗ, sức mạnh cường đại sôi sục như dầu sôi, tất cả mọi thứ trong khu vực cốt lõi bắt đầu hao mòn. Lúc này, sắc mặt đám người Hoang Cổ Thiên tái nhợt như tờ giấy, họ đã cố gắng hết sức, nhưng họ phát hiện quân đế trước mặt giống như một vị thần, không hề bị lung lay chút nào. Trong lòng kinh hãi, Hoang Cổ Thiên cùng Thái Huyền U không thể tin được, tu vi tăng lên hai cảnh giới nhưng bọn họ vẫn không lay chuyển được quân đế. Thật kinh khủng, đúng lúc này, tay trái của quân đế vốn đặt ở sau lưng đột nhiên tung ra một cú đấm. Chỉ bằng một quyền này, sắc mặt của đám người Hoang Cổ Thiên lập tức thay đổi. Trước khi họ kịp phản ứng, họ đã bị đánh bay như núi đổ. Quân đế không tiếp tục công kích bọn họ, mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tổ đạo phía trên bầu trời, ông ta cười to, tổ đạo, xuống đây, đánh một tí đi. Nói xong, tượng đạo của ông ta bay lên trời. Sau đó, một quả đấm khổng lồ cao vạn trượng với khí thế không thể ngăn nổi đấm về phía tổ đạo trên bầu trời. Thấy thế mọi người đều khá ngạc nhiên. Họ không ngờ mục tiêu chính quân đế lại là tổ đạo trên bầu trời đó. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Diệp Quân cũng ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi siết chặt hai tay, lúc này ánh mắt Tam Tỷ bên cạnh hắn cũng hiện lên vẻ lo lắng. Đòn tấn công của quân đế phá vỡ vô số thời không, bay đến trên bầu trời dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Lúc này tổ đạo bỗng giơ tay phải ra, sau đó đè xuống. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm. Sau đó cú đấm đáng sợ đó vỡ tan, một bóng người rơi xuống từ trên trời. Chính là đế quân. Thấy thế đám người Hoang Cổ Thiên thở phào, sắc mặt Diệp Quân và Tam Tỷ sa sầm. Sau khi rơi xuống, thời không xung quanh ông ta đầy những mảnh vỡ tượng đạo, vẻ mặt ông ta cũng vô cùng tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn hiện lên ý chí chiến đấu. Ông ta bật cười, giơ tay phải ra siết chặt lại, vô số mảnh vỡ tượng đạo đó bất ngờ tập trung lại. Thoáng chốc tượng đạo của ông ta đã trở lại trạng thái ban đầu. Hoang Cổ Thiên và Thái Huyền U nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, lúc này họ nhận ra sự cách biệt giữa mình và quân đế đã không phải là cách biệt cảnh giới đơn thuần, cảnh giới mà họ tu luyện là cảnh giới tổ đạo đặt ra, nhưng cảnh giới của quân đế và mấy kẻ nghịch đạo này đã không phải là cảnh giới do tổ đạo đặt ra. Nói cách khác, người ta đã đến một thế giới khác rồi. Nghĩ đến đây hai người cảm thấy bất lực. Con đường thuận đạo dễ đi, nghịch đạo thì khó đi đấy, nhưng nếu nghịch đạo bước ra thì chắc chắn là vô địch. Chỉ là con đường nghịch đạo liệu có người có thể thành công không? Nghĩ đến đây hai người lại bật cười. Thực lực của quân đế này là vô địch, nhưng chẳng phải vẫn bị một đòn của tổ đạo đánh gục đó sao? Tổ đạo mới là người bất khả chiến bại thật sự. Mặc dù quân đế ở phía xa bị áp chế trong mắt ông ta lại đầy vẻ hưng phấn,
ngẩng đầu nhìn Tổ Đạo một chút, cười nói, lại nào. Vừa dứt lời, ông ta bỗng giơ chân phải lên, tượng đạo cực lớn lại bay lên trời, lao thẳng về phía Tổ Đạo. Uy lực đại đạo cuồn cuộn lan ra khắp nơi, lại đánh tiếp. Thấy quân đế còn muốn đánh, không chỉ mọi người, ngay cả Diệp Quân cũng khá ngạc nhiên, nhị ca này quả thật rất lợi hại. Dưới cái nhìn của mọi người, quân đế lại đánh một quyền vào Tổ Đạo, so với đòn tấn công trước đó, uy lực của đòn tấn công này mạnh hơn, dường như muốn nghiền nát vũ trụ vô tận, chỉ uy lực quyền thế toát ra thôi đã áp đảo tất cả cường giả ở đó. Sau đòn tấn công đó, Tổ Đạo không cảm xúc, lại giơ tay phải lên, sau đó đè xuống. Chỉ thoáng chốc, nắm đấm nổ tung cùng với tượng đạo, sau đó quân đế lại rơi từ trên trời xuống, nhưng ngay sau đó ông ta lập tức đứng vững, sau đó ông ta lại lao thẳng lên trời về phía Tổ Đạo. Ý chí chiến đấu ngút trời, quân đế hết lần này đến lần khác bị trấn áp, nhưng lại hết lần này đến lần khác lao về Tổ Đạo, hơn nữa đáng sợ nhất là ông ta đều trở nên mạnh hơn. Yêu nghiệt kiểu chiến đấu, yêu nghiệt này thì càng đánh càng hăng, vạn năm mới có một. Thế nhưng cho dù vậy, quân đế vẫn không thể làm gì được Tổ Đạo, chỉ bằng một tay, ông ta đã dễ dàng áp chế quân đế hết lần này đến lần khác. Hơn nữa mọi người đều có thể nhìn ra, ông ta vẫn chưa dùng hết sức. Diệp Quân nhìn Tổ Đạo, trầm giọng nói, Tam tỷ, Tổ Đạo này có gì đó không đúng. Tam tỷ khẽ gật đầu, hình như cũng đang đợi gì đó. Diệp Quân cau mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào tận sâu nơi bầu trời, cho đến hiện giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy Phạn Chiêu Đế, điều này không bình thường. Trận chiến này, Tổ Đạo đã đích thân tham gia trận chiến, còn có nền văn minh vũ trụ cấp 9 và nền văn minh vũ trụ cấp 10, động tĩnh của các cường giả đỉnh cấp lớn như vậy, hắn không tin Phạn Chiêu Đế không biết, hơn nữa người phụ nữ đó còn là một bọn với Tổ Đạo. Sắc mặt Diệp Quân dần trở nên xa xăm. Vì hắn biết người phụ nữ này rất biết cách tính toán âm mưu, nếu bây giờ đối phương không ra tay chắc chắn là đang có âm mưu gì đó. Nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào khác, vì đối phương ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Diệp Quân cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, hắn còn chưa đúc lại kiếm Thanh Huyên nên bây giờ kiếm Thanh Huyên chưa thể phát huy hết uy lực của nó, kiếm Thanh Huyên chỉ có uy lực chưa đến 3 phần thời kỳ đỉnh cao của mình. Sở dĩ hắn không làm lại kiếm Thanh Huyên là vì thật ra giờ hắn cũng không nắm chắc lắm. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng kéo góc áo Tam tỷ, sau đó nói, Tam tỷ. Tam tỷ nhìn Diệp Quân, sao thế? Diệp Quân nói, chúng ta bàn chuyện này, lát nữa lúc đệ ra tay, tỷ nói tỷ sẵn sàng tuân theo trật tự của đệ. Tam tỷ chớp mắt, không nói gì. Diệp Quân nói, được không? Tam tỷ cười nói, con đường đệ tu là trật tự, đúng chứ? Diệp Quân gật đầu, phải. Tam tỷ suy nghĩ một chốc, sau đó nghiêm túc nói, lão đệ, Tam tỷ là kẻ nghịch đạo, đệ bảo một kẻ nghịch đạo đi tuân thủ trật tự, thuận theo con đường của người khác có phải không ổn lắm không? Diệp Quân mỉm cười, đang định nói gì đó, nhưng lúc này Tam tỷ lại nói, không phải là không thể, nhưng đệ phải nói cho ta biết trật tự của đệ là thế nào. Diệp Quân lập tức nói, đệ muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, sau đó thiết lập một trật tự tương đối công bằng. Để kẻ yếu không còn phải sợ hãi, kẻ mạnh không thích làm gì thì làm, để quyền lợi không kiêu ngạo, kẻ ác phải trả giá, để người lương thiện có thể tự bảo vệ mình. Hắn một hơi nói hết ý, sau đó hơi thấp thỏm nhìn Tam tỷ trước mặt. Tam tỷ nhìn chằm chằm hắn một hồi, bỗng cười nói, tiểu cửu, Tam tỷ không ngờ đệ chịu nhiều khổ sở thế mà còn có thể đơn thuần như vậy. Diệp Quân hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt ảm đạm. Nhưng lúc này Tam tỷ lại nói, nhưng... thế giới này của chúng ta đúng là cần một vài người đơn thuần như đệ. Nói rồi cô ta vỗ vai Diệp Quân, sau đó nói, Tam tỷ không có ý cười nhạo đệ, ngược lại Tam tỷ vẫn rất bái phục đệ, thật xa, đấy. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn Tam tỷ, nhìn ánh mắt chân thành của Tam tỷ, hắn cười nói, cảm ơn Tam tỷ. Tam tỷ cười nói, lát nữa nếu có gì cần thì cứ nói với Tam tỷ. Nhưng Tam tỷ cũng có một yêu cầu nho nhỏ, đó là làm việc gì cũng đừng bỏ dở giữa chừng. Diệp Quân nghiêm túc nói, tất nhiên. Tam tỷ cười nói, phải nói là trật tự mà đệ nói rất thú vị, Tam tỷ thật sự rất mong chờ ngày có thể nhìn thấy đệ lập ra trật tự, đệ nhất định phải cố gắng. Diệp Quân cười nói, đệ đảm bảo, ngày này chắc chắn sẽ không quá lâu. Tam tỷ khẽ cười, vỗ vai hắn, cố lên. Diệp Quân đang muốn nói gì đó, lúc này hắn như nhận ra được điều gì, bỗng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy lúc này quân đế ở đằng xa đã lao lên trời.
mặc dù bị trấn áp vô số lần nhưng khí tức của ông ta lại mạnh lên gấp mấy lần. Vừa lao lên trời, chỉ thấy tổ đạo đó đánh một chưởng xuống. Đòn tấn công này không có bất kỳ khí tức và khí thế nào, chỉ rất bình thường, thế nhưng chính một chưởng bình thường này lại khiến quyền thế ngút trời mà quân đế bên dưới phóng ra bị áp chế dưới bầu trời. Sau khi tay phải tổ đạo đè xuống dưới, quyền thế đáng sợ đó bắt đầu vụn vỡ, sau đó quân đế lại bị rơi từ trên trời xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, quân đế dừng lại, ông ta dừng lại ở giữa không trung, mái tóc dài tung bay theo khí tức của mình, sắc mặt hơi tái, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tổ đạo ở phía trên bầu trời, tổ đạo cúi đầu nhìn ông ta như thể đang nhìn xuống một đám loi nhoi, tiếp tục. Giọng tổ đạo không lớn nhưng mọi người đều nghe rất rõ. Không có chỗ nào trong cả vũ trụ này không có sự tồn tại của tổ đạo. Tổ đạo là thần của vũ trụ cấp 10. Ngay lúc này mọi người cũng đã hiểu tổ đạo đang chơi giò mèo vần chuột, tổ đạo không xem quân đế này là gì cả. Nhận ra điều này, các cường giả ở đó đều nhìn tổ đạo, lúc này ngoài sự kính sợ ra, họ còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tổ đạo này mới không lường được, như thể vũ trụ vô tận, không có giới hạn, điểm kết thúc. Diệp Quân nhìn chăm chăm tổ đạo, phải nói là cảm giác mà tổ đạo mang đến quả thật rất khó giò. Giống như một ngọn núi cao vô tận khiến người ta không khỏi sợ hãi, muốn khuất phục, không khỏi có ý nghĩ muốn đuổi theo, nhưng thoáng chốc trong mắt hắn hiện lên ý chí chiến đấu vô tận, càng quyết tâm hơn. Cơ thể Diệp Quân có thể bị đánh bại, nhưng ý chí thì không. Tam tỷ ở bên cạnh nhìn đôi mắt tràn đầy ý chí chiến đấu của Diệp Quân thì bỗng nở nụ cười, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, vị cửu đệ này quả thực rất xuất sắc, mang đến rất nhiều bất ngờ cho cô ta. Tương lai chắc chắn sẽ là một thanh vũ khí rất mạnh. Trên bầu trời, sau khi bị trấn áp trở về vị trí ban đầu, tinh thần chiến đấu của quân đế vẫn rất cao, trong mắt không hề có tia sợ hãi nào, chỉ có tinh thần chiến đấu vô tận. Đối mặt với sự khiêu khích của tổ đạo, quân đế không hề nhượng bộ, ngay lúc đó ông ta lại ngưng tụ tượng đạo của mình rồi bay lên trời, đấm mạnh vào tổ đạo. Trăm trận không phục. Đây là ý chí đại đạo của quân đế. Lần này, khí thế của quân đế còn mạnh hơn lần trước, nhưng ông ta vẫn bị tổ đạo trấn áp. Không giống như trước, lần này một luồng sức mạnh của tổ đạo bao trùm lấy quân đế, nhốt ông ta ở trong đó, không thể động đậy. Khi quân đế bị trấn áp, giọng tổ đạo bỗng vang lên, giết. Nhận được lệnh của tổ đạo, đám người Hoang Cổ Thiên và Trử Minh không dám do dự, lập tức lao về phía quân đế. Thấy thế, Diệp Quân và Tam Tỷ định ra tay. Nhưng lúc này một tiếng bước chân vang lên phía sau hai người. Tam tỷ quay phát lại, một người đàn ông cầm đao bước ra từ cách đó không xa. Lăng Tiêu. Ngay sau đó, Tam tỷ lại quay đầu lại nhìn bầu trời, không biết Lăng Tiêu đã xuất hiện trên bầu trời từ lúc nào, thoáng chốc. Vèo. 10 vạn cái đầu đều văng lên trời, máu bắn tung tóe. Giết trong tích tắc. Thế nhưng lúc này tổ đạo trên bầu trời lại bật cười. Phía chân trời. 100.000 cái đầu đẫm máu đồng loạt rơi xuống, máu tưới đổ xuống như thác nước, nhuộm đỏ cả bầu trời, vô cùng nguy nga. Ngay cả đầu của Hoang Cổ Thiên, Thái Huyền U và người thần bí đều lần lượt bị chém, toàn bộ bị giết trong nháy mắt, lúc đầu của mấy người đó rơi xuống, hai tròng mắt đều mở rất o, ánh mắt khó tin, đến lúc chết bọn họ cũng không ngờ rằng mình lại bị giết nhanh như vậy, hơn nữa còn chưa kịp phản ứng đã bị giết rồi. Chết không nhắm mắt. Điều đáng nói là, Cửu Châu chủ vẫn chưa chết, vừa rồi lúc chém xuống một nhát đao, có một luồng sức mạnh thần bí che chở cho ông ta, nhưng khi thấy gần 100.000 người bị chém bằng một nhát đao, ông ta cũng sợ hãi vô cùng. Lăng Tiêu đứng ở phía chân trời, tay ông ta cầm trường đao, mái tóc dài bay lượn trong gió, cơ thể uy nghỉ như một vị thần. Đã từng là người sánh ngang với tổ đạo, trước mắt, cũng là người đàn ông duy nhất ngoài tổ đạo đạt tới cảnh giới đạo. Ngã tự tại. Diệp Quân nhìn Lăng Tiêu đứng lặng lẽ ở trong đất trời, vui mừng nói, đại ca mạnh quá. Không thể không nói, hắn cũng vô cùng sốc, đại ca vừa ra sân đã lập tức giết hết tất cả đó còn là mấy trăm ngàn cường giả cấp cao. Chỉ bằng một nhát đao. Hơn nữa, trong nháy mắt vừa rồi khi Lăng Tiêu xuất đao, hắn cũng chưa kịp phản ứng, thật sự là quá nhanh. Tam tỷ nhìn Lăng Tiêu đứng ngạo nghễ trên bầu trời, cười nói, đại ca đã tranh đấu cả đời với tổ đạo. Nếu sinh sớm hơn một chút, tổ đạo này nhất định không phải là đối thủ của huynh ấy. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn tổ đạo trên bầu trời, tổ đạo đứng đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Quân nhíu mày,
vì hắn cảm thấy tổ đạo này đang cố tình đợi đại ca ra ngoài, nếu thật sự là như vậy, đối phương nhất định có âm mưu. Còn cả Phản Chiêu Đết người phụ nữ này đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Diệp Quân tối sầm lại, đồng thời cũng âm thầm phòng bị. Phía chân trời, Lăng Tiêu nhìn Cửu Châu chủ cách đó không xa, cười một tiếng, sau đó nhìn Diệp Quân, cười nói, đệ tới đây. Thấy Lăng Tiêu gọi mình, Diệp Quân không nghĩ nữa, sau đó bước lên phía trước tới trước mặt Lăng Tiêu, hắn nhìn Lăng Tiêu gần trong gang tấc, tướng mạo của Lăng Tiêu chưa được coi là anh tuấn, hơn nữa còn rất bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khí phách. Lăng Tiêu nhìn Diệp Quân một lát, cười hào sảng, dù thực lực còn rất yếu nhưng dũng khí này rất giống ta phong cách của ta năm đó, dám đánh dám xông, được lắm. Biển hiện bên ngoài của Diệp Quân có thể nói là đã nhận được sự công nhận từ ông ta. Đối với bọn họ mà nói, thực lực huynh đệ có thể yếu, nhưng không được sợ, Diệp Quân đã liều mạng sát cánh chiến đấu với Tam Tỷ mấy lần, bọn họ đều đã nhìn thấy. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng Diệp Quân rất có thiện cảm với người đàn ông hào phóng trước mắt, hắn tuét miệng cười, đại ca. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, ông ta vỗ bả vai Diệp Quân, để trị thương cho tốt, trận chiến sau này, để đại ca lo. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn tổ đạo trên trời, cười lớn, tổ đạo, lâu rồi không gặp. Vừa dứt lời, Diệp Quân đã phát hiện thân thể của Lăng Tiêu đã không còn ở đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên, giờ phút này, Lăng Tiêu đã đứng đối diện với tổ đạo ở trên bầu trời. Lăng Tiêu vác đao nhìn tổ đạo, cười nói, chậc chậc, người vẫn không thay đổi nhỉ. Người có thể nhìn thấy bộ dạng thật sự của tổ đạo trong sân này thật ra cũng chỉ có một mình Lăng Tiêu. Tổ đạo nhìn chăm chằm Lăng Tiêu, nhàn nhạt nói, 3000 đại đạo, tại sao hết lần này đến lần khác lựa chọn tử đạo? Lăng Tiêu cười nói, vừa rồi ngươi giúp những tên kia tăng thêm một cảnh giới, bọn họ ai cũng vui mừng khôn tả, nào ngờ, nếu không bị ngươi hạn chế, bọn họ có thể dựa vào năng lực của mình cũng đã có thể đạt được cảnh giới đó rồi, ngươi tước đoạt thứ mà bọn họ nên có, sau đó ban cho bọn họ một ít, bọn họ lập tức sẽ mang ơn ngươi, ngươi chắc hẳn rất hưởng thụ cảm giác này nhỉ. Tổ đạo bình tĩnh nói, thế đạo này vốn là kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, ta mạnh, bọn họ yếu, nếu bọn họ đã yếu, vậy ta dựa vào đâu mà phải chia tài nguyên vũ trụ cho bọn họ chứ? Ta dựa vào đâu mà không thể hưởng toàn bộ tài nguyên vũ trụ một mình? Lăng Tiêu khẽ gật đầu, cười nói, ngươi nói vậy cũng không sai, thế đạo này chính là kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, tất cả đều phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Tổ đạo nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ngươi cũng là một nhân tài. Trong trời đất này, ngoài chủ nhân bút đại đạo và Phản Chiêu Đế, ngươi là người duy nhất ta để ý đến, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu đi theo ta không chỉ có thể giúp ngươi mạnh hơn, thậm chí còn có thể dẫn ngươi vượt qua biển đau khổ tới thế giới kia. Lăng Tiêu cười ha ha, tiếng cười vang như sấm, a tổ, Lăng Tiêu ta cả đời chưa từng cúi đầu, trước kia không, sau. Này cũng không, Lăng Tiêu ta sinh ra để ở trên trời cao. Đi theo người khác. Đi theo tổ đạo thì đồng nghĩa với việc bị tổ đạo hạn chế, vĩnh viễn ở trong quy tắc của y. Lăng Tiêu bây giờ đã phá vỡ quy tắc, sao lại có thể bước vào quy tắc của người khác, thần phục người khác được chứ? Huống hồ ông ta đã phá vỡ quy tắc, cho dù là trước đây chưa phá, ông ta cũng chưa bao giờ cúi đầu. Nam tử Hán đại trượng phu, sống trong đất trời, thì phải đội trời đạp đất. Tổ đạo khẽ gật đầu, vậy thì thật là đáng tiếc. Lăng Tiêu cười lớn nói, a tổ, người không ra tay lúc ta phá bỏ đạo khiển, chắc là đang đợi ta, nào nào, để ta nhìn xem người có quân át chủ bài gì. Tổ đạo chậm rãi nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của y xuyên qua vô số thời không, thấy được vô số nền văn minh vũ trụ, nhẹ giọng nói, ta đã bảo vệ và cống hiến cho vũ trụ cấp 10 nhiều năm như vậy rồi, hôm nay cũng chính là lúc vũ trụ này đền ơn cho ta. Lời vừa dứt, hai tay y đột nhiên chậm rãi nâng lên. Trong nháy mắt, tất cả thế giới ở nền văn minh vũ trụ cấp 10 đều bị thiêu cháy. Tất cả thế giới ở nền văn minh vũ trụ cấp 9 đều bị thiêu cháy. Tất cả thế giới ở nền văn minh vũ trụ cấp 8 đều bị thiêu cháy. Tất cả thế giới ở nền văn minh vũ trụ cấp 7 đều bị thiêu cháy. Tất cả. Vào lúc này, ngoại trừ toàn bộ vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ được Diệp Quân thu vào trong tiểu tháp thì tất cả các nền văn minh vũ trụ từ nền văn minh vũ trụ cấp 1 đến nền văn minh vũ trụ cấp 10, tất cả đều bị đốt cháy. Tế chúng sinh, chứng đạo. Thấy cảnh này, nụ cười trên khuôn mặt Lăng Tiêu dần dần biến mất,
ông ta cũng không ngờ lần này tổ đạo lại tàn nhẫn như vậy, hiến tế chúng sinh luôn. Toàn bộ vũ trụ cấp 10, hàng nghìn tỷ sinh linh sao? Tên này muốn hiến tế toàn bộ. Vào thời điểm tổ đạo hiến tế chúng sinh, tất cả sinh linh trong toàn bộ vũ trụ cấp 10 vào lúc này đều bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc. Mà đối diện với luồng sức mạnh tổ đạo đáng sợ này, mong muốn sống sót theo bản năng khiến bọn họ muốn phản kháng. Tuy nhiên, sự phản kháng của họ chỉ giống như con đom đóm trước sức mạnh của tổ đạo. Hơn nữa, nhóm người mạnh nhất của nền văn minh vũ trụ cấp 10 và nền văn minh vũ trụ cấp 9 đều đã chết trận hết ở đây, nên sẽ không có ai lãnh đạo bọn họ. Cho nên, sự phản kháng của họ càng trở nên vô ích. Thực ra vũ trụ hàng tỷ sinh linh có thể lay chuyển được tổ đạo. Nhưng nếu không có người lãnh đạo thì không thể tập hợp sức mạnh lại được, không đủ để trở thành một mối lo. Thực ra tổ đạo lừa những cường giả hàng đầu của vũ trụ cấp 10 và vũ trụ cấp 9 vào chỗ chết trước, chính là vì lo sợ toàn bộ vũ trụ hợp lại làm một. Sau khi biết được ý đồ của tổ đạo, sắc mặt của Diệp Quân cũng trở nên khó coi. Hắn không ngờ tên này lại muốn hiến tế tất cả sinh linh của vũ trụ cấp 10. Hàng tỷ sinh linh giống như cỏ rác. Vẻ mặt Diệp Quân phức tạp, hắn đột nhiên phát hiện, khi có chiến tranh, mạng người thực sự không đáng giá. Người bên trên tranh đấu nhưng người chết lại là người bên dưới. Mà sinh mạng của những người bên dưới trong mắt những người bên trên, lại không phải là sinh mạng mà chỉ là con kiến hôi. Con mẹ nó. Trong lòng Diệp Quân đột nhiên dâng trào lửa giận, miệng niệm kiếm động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trời, chém thẳng vào tổ đạo ở phía trên bầu trời. Diệp Quân ra tay bất ngờ khiến mấy huynh đệ có mặt ở đó đều kinh ngạc. Tên nhóc này sao lại đột nhiên ra tay vậy? Trong nháy mắt, một kiếm này của Diệp Quân đã chém đến trên bầu trời, nhưng lại bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế ngay tại chỗ. Nhưng dưới sự thúc giục của ba loại sức mạnh huyết mạch trong người Diệp Quân, hắn đã phá vỡ luồng sức mạnh khủng bố này. Một kiếm chém tới trước mặt tổ đạo, cách y 10 trượng. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quân, tổ đạo chỉ giơ tay phải lên, vẫy nhẹ. Ầm. Song song với một tiếng nổ vang trời thì kiếm quang cũng theo đó bị vỡ vụn. Diệp Quân trong nháy mắt bị đánh bay đi, nhưng ngay sau đó có một bàn tay đã đỡ lấy hắn. Chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn Diệp Quân sắc mặt có phần tái nhợt, cười nói, tên nhóc nhà đệ không ngờ cũng thật nóng tính. Diệp Quân lau máu ở khóe miệng, hắn nhìn tổ đạo ở phía xa xa. Mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng lúc này trong mắt hắn lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Thấy ý chí chiến đấu trong mắt Diệp Quân, Lăng Tiêu cười lớn, tính tình của tên nhóc đệ rất hợp ý ta. Biết rõ đánh không lại nhưng vẫn dám đánh, có thể đánh. Dứt lời, ông ta xoay người nhìn tổ đạo. Lúc này, khi tất cả vũ trụ và sinh linh cùng bị hủy diệt, khí tức trên người tổ đạo bất chợt tăng vọt một cách điên cuồng. Bởi vì sức mạnh của tất cả chúng sinh đều đang bị y cưỡng ép hấp thụ. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm tổ đạo, người muốn hiến tế chúng sinh để bản thân đột phá cảnh giới đạo ngã tự tại, đạt đến một trình độ cao khác. Tổ đạo cười nói, Lăng Tiêu, sức mạnh của một người mãi mãi không thể đột phá được cảnh giới cực hạn đạo ngã tự tại này đâu. Những chúng sinh này có thể được ta dùng đến, thì đó chính là niềm vinh hạnh của bọn chúng. Lăng Tiêu không nói gì, ông ta đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, một luồng đao quang trắng như tuyết dài hàng chục nghìn trượng chém vào tổ đạo ở cách đó không xa. Một đao này vừa xuất hiện, thế đao đáng sợ lập tức cuốn bay vũ trụ tỉnh hà, chấn áp trời đất. Vào lúc này, ngay cả khí tức đại đạo mà tổ đạo tỏa ra cũng bị đè nén dữ dội, không thể động đậy. Đối mặt với nhát đao khủng bố này của Lăng Tiêu, ánh mắt của tổ đạo cũng trở nên nghiêm túc hơn, không còn dám coi thường. Y giơ tay lên, nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra. Ầm, một nắm đấm dài chục nghìn trượng đấm vào luồng đao quang đó. Trong phút chốc một luồng sức mạnh khủng bố đã nghiền nát tất cả. Diệp Quân đứng gần đó lập tức biến sắc, nhưng hắn lại phát hiện, sức mạnh mà đại ca và tổ đạo bộc phát ra đã biến. Mất không còn dấu vết khi lan rộng đến trước mặt đại ca. Lăng Tiêu quay đầu nhìn Diệp Quân ở bên cạnh, Diệp Quân lập tức nói, đại ca, huynh đánh đi, ta đi nói chuyện với nhị ca. Nói xong, hắn xoay người chạy đi. Hắn tất nhiên biết, bây giờ hắn ở lại đây nhất định sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của Lăng Tiêu. Thấy Diệp Quân xoay người chạy đi, Lăng Tiêu bật cười lớn, tên nhóc này thật thú vị. Dứt lời, ông ta xoay người về phía tổ đạo vẫn đang hiến tế chúng sinh ở phía xa. Tổ đạo nhìn ông ta, Lăng Tiêu,
không phải ngươi vẫn luôn rất tự tin sao? Nào, để sau khi ta hiến tế chúng sinh xong, chúng ta lại đánh tiếp. Đến lúc đó, ta sẽ đánh một trận ra trò với ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười đều, A Tổ, ta mạnh, nhưng ta không ngu. Dứt lời, ông ta giơ tay lên, một đao bổ về phía Tổ Đạo. Một đao này vừa tung ra, đã xé tan khoảng trời này thành từng mảnh. Lúc này, khí tức đại đạo đang bao phủ cả khoảng trời cũng bị nghiền nát thành hư vô. Bấy giờ, Tổ Đạo cảm nhận được một cảm giác áp bức mà trước nay chưa từng có. Y giơ tay phải lên gõ nhẹ, khi đầu ngón tay dừng lại, một chữ đạo hiện lên. Trong nháy mắt, chữ đạo này lập tức hóa thành một bức tường chắn trước mặt y. Một đao này của Lăng Tiêu bị chặn lại, nhưng một giây sau, lại một đao nữa chém tới. Chỉ trong chớp mắt, bức tường đó đã vỡ vụn, sức mạnh cường đại đánh cho Tổ Đạo liên tục lùi mạnh về phía sau. Mà Lăng Tiêu lại bay thẳng lên trời, lần nữa chém mạnh về phía Tổ Đạo. Sức mạnh đao thế của ông ta, vậy mà lại có thể kìm hãm được Tổ Đạo đang hiến tế chúng sinh. Phía dưới, Diệp Quân đi tới bên cạnh Quân Đế, thấp giọng nói, nhị ca, đằng sau Tổ Đạo còn có hai tên cường giả nữa vẫn chưa xuất hiện. Quân Đế khẽ gật đầu, vừa nãy tâm thần của đại ca đã trao đổi với ta, có hai luồng khí tức bí ẩn không rõ ràng cực kỳ cường đại vẫn chưa xuất hiện. Dứt lời, ông ta lại đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không cảm nhận được gì, ông ta cau mày lại. Không cảm nhận được người nấp trong tối, vẻ mặt Quân Đế bỗng trở nên khá cảnh giác, nếu đại ca đã nói có khí tức cực mạnh ẩn nấp thì chắc chắn là có, mà ông ta không cảm nhận được thì chỉ có một cách giải thích. Chủ nhân của hai luồng khí tức đó cực kỳ mạnh. Là ai chứ? Quân Đế cau chặt mày. Diệp Quân bỗng nói, một trong đó có khả năng là người phụ nữ đó. Quân Đế nhìn Diệp Quân, ác đạo. Diệp Quân gật đầu, sắc mặt xa sầm, người phụ nữ này chắc chắn đến vì ta. Quân Đế võ vai Diệp Quân, bọn ta đều ở đây. Diệp Quân cảm thấy ấm áp, mặc dù vừa mới kết giao với những người trước mặt này, nhưng phải nói là ở đây hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Quân Đế bỗng nhìn về phía xa, lão Lục, các đệ qua đây. Vừa nãy sau khi Lăng Tiêu đến, nhát đao đó đã giết hết đám thi thể nghịch đạo, thế nên lúc này mấy người thượng thương chủ đều rảnh tay. Nghe Quân Đế gọi, mấy người thượng thương chủ bước đến. Thượng thương chủ mỉm cười với Diệp Quân, Diệp Quân cũng cong môi cười. Quân Đế nói, lão Tam, lão Ngũ, lão Tứ, lão Bát, lão Thất, đệ đều biết nhỉ, ta không giới thiệu nữa. Nói rồi ông ta nhìn người đàn ông đồ đen ở một bên, đây là lão Lục, rất giỏi ẩn nấp ám sát. Diệp Quân nhìn người đàn ông mặc đồ đen, thân hình người đàn ông này gầy gò, cơ thể lúc ảo lúc thực, lại đeo nửa chiếc mặt nạ sắt nên chỉ có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt. Diệp Quân vội cúi người chào, Lục ca. Lão Lục nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cảm thấy khó hiểu, vì hắn cảm thấy Lục ca này hình như có ý thù địch với mình, không biết có phải là ảo giác không. Quân Đế bỗng nói, lão Lục. Lão Lục thu hồi ánh nhìn, sau đó xoay người biến mất khỏi đó, ẩn nấp đi. Diệp Quân nhìn Quân Đế hơi cau mày, lúc này Tam Tỷ đi tới, cười nói, lão Lục từ nhỏ đã được huấn luyện thành sát thủ, tính tình rất lạnh lùng, đệ đừng nghĩ nhiều. Diệp Quân gật đầu, vâng ạ. Quân Đế nhìn Tam Tỷ, cô ta khế gật đầu rồi xoay người đi. Quân Đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vỡ vụn. Bầu trời nơi đó đã biến thành hư vô, chỉ có sức mạnh vô tận của đại đạo và đao quang. Ánh mắt Quân Đế cũng hiện lên tia lo lắng, vì với thực lực hiện giờ của ông ta thế mà không thể nhìn rõ được tung tích của Lăng Tiêu và Tổ Đạo. Đây là cảnh giới đạo ngã tự tại. Cảnh giới cao nhất nền văn minh vũ trụ cấp 10 hiện giờ. Mặc dù ông ta còn một chút nữa là đạt đến cảnh giới này, nhưng nửa bước này là một khoảng cách cực lớn. Diệp Quân nhìn bầu trời đã biến thành hư vô. Tay phải hắn nắm chặt kiếm Thanh Huyền, lúc này hắn cảm nhận được cách biệt rất lớn giữa mình và Lăng Tiêu, cũng như Tổ Đạo này. Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, đừng suy nghĩ lung tung, hiện giờ giữa ngươi và họ có cách biệt là chuyện bình thường. Đúng như lời đại ca của ngươi nói, ông ta đã luyện bao lâu rồi? Ngươi mới tu luyện được bao lâu chứ? Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu Tháp nói, chỉ cần ngươi hiểu là được, có thái độ tiến tới là chuyện tốt. Nhưng cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, đây chính là cách mà cha ngươi từng bước ép bản thân phát điên năm đó đấy. Nó dừng lại, sau đó nói tiếp, này, ngươi nói cho ta biết, ngươi có hận cha mình không? Diệp Quân lắc đầu,
Tiểu Tháp nói, thật à? Diệp Quân cười nói, ta có quyền gì mà hận ông ấy? Ta biết rất rõ, sở dĩ Diệp Quân ta làm được đến mức này hoàn toàn không phải là do ta yêu nghiệt đến mức nào, so với đại ca, nhị ca, tam tỷ, ta chẳng có ưu thế gì cả, mà sở dĩ ta có thể đi đến đây ở cái tuổi này chỉ là vì mệnh của ta tốt thôi, ta có ông nội tốt, một người cha tốt và có một cô tốt. Nếu không có họ, Diệp Quân ta thậm chí bây giờ còn không thể bước ra khỏi nền văn minh vũ trụ cấp 2 nữa kìa. Tiểu Tháp im lặng không nói. Diệp Quân nói tiếp, ta biết ý của Tháp gia, ngươi nghĩ cha nuôi thả ta quá mức, nhưng ta tự mình chọn con đường này. Nếu con đường này là do chính bản thân Diệp Quân ta chọn thì có đi bằng đầu gối cũng phải đi cho xong. Tiểu Tháp cười nói, Tháp gia đi chung với ngươi, ngươi đừng sợ, Tháp gia đã nuôi ra được hai người vô cùng lợi hại, chắc chắn có thể đào tạo được ngươi. Diệp Quân bật cười, được. Ở một bên khác, Tam tỷ tìm được Lão Lục. Tam tỷ nhìn Lão Lục, cười nói, sao thế? Lão Lục lắc đầu, không nói gì. Tam tỷ khẽ nói, không thích Tiểu Cửu à? Lão Lục gật đầu, Tam tỷ nói, tại sao? Im lặng một hồi lâu, Lão Lục nói, chúng ta vốn dĩ đang yên lành, nhưng giờ lại đi theo hắn đến đây. Lục tử, Tam tỷ bỗng nói, cô ta nhìn chằm chằm Lão Lục, không có Tiểu Cửu, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có ngày này với. Tổ đạo. Lão Lục lặng thinh. Tam tỷ thấp giọng thở dài, đi đến bên cạnh Lục tử, võ vai Lục tử, cách biệt về thực lực của chúng ta và đại ca như thế nào. Nhưng lúc đầu khi chúng ta đến đây xin được bảo vệ, có lúc nào đại ca chê ghét chúng ta chưa? Bản tính của Tiểu Cửu không xấu, lại là người cùng đường với chúng ta, nếu đã là người cùng đường. Lão Lục bỗng lắc đầu, hắn không phải là người cùng đường với chúng ta, đường hắn đi là con đường trật tự, cốt lõi con đường này vẫn giống tổ đạo thôi. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Quân ở đằng xa, đây là điều ta lo lắng. Mấy người họ đều là kẻ nghịch đạo, mà bây giờ đột nhiên lại có một tên muốn xây dựng trật tự chạy vào. Ai không lo được chứ? Thật ra ông ta nghĩ Diệp Quân và tổ đạo mới là người đi cùng một con đường. Tam tỷ nhìn Diệp Quân cách đó không xa, mỉm cười, đệ nói thế, ta cũng cảm thấy tên này hơi khả nghi. Lão Lục lắc đầu mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, Tam tỷ, a không nhắm vào hắn, nhưng chắc là tỷ đã từng nghe câu này, thiếu niên đồ long cuối cùng sẽ trở thành ác long, những người tu luyện con đường trật tự, cuối cùng đều sẽ xem chúng sinh là một công cụ để mình trở nên mạnh hơn. Tam tỷ cười, trước tiên đừng nghĩ nhiều thế, việc chúng ta nên làm lúc này là cùng chống lại tổ đạo. Lão Lục gật đầu, ừ. Tam tỷ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong mắt cô A hiện lên vẻ lo lắng, như đang nghĩ đến điều gì đó, cô ta bỗng quay đầu lại nhìn Cửu Châu chủ cách đó không xa, nhìn Cửu Châu chủ bình tĩnh đứng đó, cô ta nhíu mày. Vừa rồi cô ta cảm thấy có gì đó không đúng, vì khi đại ca xuất hiện, một nhát đao lập tức giết hết tất cả cường giả, nhưng Cửu Châu chủ vẫn sống sót, theo lý Cửu Châu chủ không có khả năng chống đỡ được một nhát đao đó. Dường như nhận ra ánh mắt của Tam tỷ, Cửu Châu chủ ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt, ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không nhìn thấy tổ đạo và Lăng Tiêu, nhưng có thể cảm nhận được chiến trường lúc này khốc liệt đến mức nào từ trong biển đao đó. Lúc này thời không trên bầu trời này đã hoàn toàn biến thành hư vô, tổ đạo vẫn đang hiến tế chúng sinh, nhưng tốc độ của ông ta chậm hơn rất nhiều vì ông ta nhận ra Lăng Tiêu mạnh hơn trước rất nhiều. Chuyện gì thế này? Ầm. Sau khi một tia đao quang lướt qua, tổ đạo đã bị nhát đao này đánh cho lùi về sau cả vạn trượng, vừa dừng lại, lại có một tia đao quang vạn trượng đánh thẳng vào ông ta. Tổ đạo giơ tay phải ra, sau đó chỉ về phía trước, chữ đạo xuất hiện nơi đầu ngón tay. Thoáng chốc, sức mạnh đại đạo đáng sợ quét qua vạn vật, nhấn chìm cả thế giới. Nhưng ngay sau đó, chữ đạo đó bỗng vỡ vụn, sức mạnh của vô số đại đạo bị phá vỡ. Vèo! Một nhát đao chém xuống, tổ đạo lại bị văng ra xa. Thế nhưng không đợi ông ta dừng lại thì lại có một tia đao quang lao đến, đao khí cực lớn khiến tất cả sức mạnh đại đạo xung quanh vỡ nát. Tổ đạo sầm mặt, ông ta xòe tay ra, tỉnh hà vũ trụ vô tận bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Đạo diễn hóa. Đây là một thần thông tự ông ta tạo ra sau khi thống nhất vũ trụ, trong một khoảnh khắc, hàng ngàn sức mạnh vũ trụ tụ lại trong lòng bàn tay, một chưởng là sức mạnh của một vũ trụ cấp 10. Sau khi một nhát đao lao đến, tổ đạo đánh một chưởng ra. Ầm, bùm. Đòn tấn công này khiến đao khí của nhát đao này, nhưng trong thoáng chốc vô số đao khí vụn vỡ đó lại tập hợp lại,
sau đó chém vào Tổ Đạo. Tổ Đạo cũng giơ tay đấm một cú, với cú đấm này, toàn bộ thời không hư vô bỗng thiêu đốt vô số đạo hỏa. Ngay khi đạo khí của Tổ Đạo và Lăng Tiêu vừa tiếp xúc, một làn sóng sức mạnh đáng sợ lan ra từ trong thời không hư vô này, vô số đạo hỏa và đạo khí bắn ra liên tục, làn sóng cực mạnh đó cũng khiến Tổ Đạo và Lăng Tiêu cùng lùi về sau. Sau khi dừng lại, Lăng Tiêu bật cười, tay phải cầm đao hơi run, đao khí vụn vỡ giữa không trung tụ lại trong thanh đao của ông ta như thủy triều. Cho dù là Tổ Đạo cũng không thể đánh lại được sức mạnh đao ý và đao khí của ông ta. Ở đằng xa, sau khi dừng lại, Tổ Đạo ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu, người nuốt đạo khiển của ta rồi. Lăng Tiêu bật cười, đúng thế, ngạc nhiên không? Tổ Đạo sầm mặt. Ông ta không ngờ Lăng Tiêu lại hấp thụ sức mạnh đạo khiển trong người mình mà không phải là tiêu diệt, đối phương sẽ biết được một vài điểm yếu của ông ta. Nếu không ông ta không thể bị Lăng Tiêu trấn áp. Ở phía xa, Lăng Tiêu cười nói, A Tổ, thật ra, nếu ngươi không chọn hy sinh tất cả chúng sinh, cho dù ta có nuốt chửng sức mạnh đạo khiển của ngươi thì ta cũng không thể làm gì ngươi. Dù sao thì ngươi cũng dựa vào cả vũ trụ cấp 10, trong vũ trụ này, ngươi sẽ mãi mãi là người bất khả chiến bại. Nhưng ta không ngờ ngươi lại hy sinh tất cả chúng sinh. Ngay lúc Tổ Đạo chọn hy sinh tất cả chúng sinh, ông ta đã tách biệt khỏi tất cả chúng sinh. Tất nhiên, nếu ông ta thực sự thành công thì ông ta sẽ vượt qua bản thân hiện tại, đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới, cũng sẽ không cần đến cái gọi là tất cả chúng sinh nữa. Nói một cách đơn giản là bây giờ đang là thời kỳ yếu của ông ta, một khi trải qua thời kỳ này thì ông ta là kỳ vô địch. Tổ Đạo nhìn Lăng Tiêu, có phải ngươi vui quá sớm rồi không? Lăng Tiêu bật cười, không, chỉ là hơi thắc mắc, chắc ông biết rõ ta sẽ không để ông thành công mà. Nói rồi ông ta bỗng tiến về phía trước, ý chí chiến đấu ngút trời, sau đó một tia kiếm quang chém thẳng về phía Tổ Đạo. Nhưng lần này Tổ Đạo lại không ra tay. Ngay khi đao quang vạn trượng xuất hiện trước mặt Tổ Đạo, một bàn tay đỏ như máu đột nhiên vươn ra từ thời không. Trước mặt Tổ Đạo. Sau đó bàn tay đỏ như máu giơ hai ngón tay ra rồi gõ nhẹ. Ầm, đao quang vạn trượng đó lập tức bị đánh lui. Thời không nứt ra, một người phụ nữ bước đến. Mái tóc cô ta màu đỏ, mặc bộ đồ đỏ. Phạn Chiêu Đế. Thấy Phạn Chiêu Đế, Diệp Quân ở dưới mặt đất híp mắt lại, kiếm thanh huyên trong tay hơi rung lên, rốt cuộc người phụ nữ này đã xuất hiện. Mà lúc này đây, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Phạn Chiêu Đế vừa xuất hiện. Tóc đỏ tung bay, áo bào màu máu. Cô ta vừa mới xuất hiện, một luồng ác niệm khủng bố lập tức lan tràn khắp toàn bộ vũ trụ. Luồng ác niệm kia mạnh đến mức khiến mọi người đều biến sắc, bởi vì nó đang bắt đầu ảnh hưởng đến thần trí của bọn họ. Mà dưới sự ảnh hưởng của ác niệm kia, huyết mạch phong ma và phong ấn trong cơ thể Diệp Quân bắt đầu dục dịch. Tam tỷ chẳng biết từ lúc nào để đến bên cạnh Diệp Quân, cô ta nhìn chăm chăm Phạn Chiêu Đế ở phía chân trời. Biểu cảm trở nên nghiêm túc, đây là ác đạo đệ nói. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Trong mắt Tam tỷ ánh lên tia nghiêm túc, khẽ nói, ác niệm mạnh đến mức ta chưa bao giờ thấy. Diệp Quân nhìn chằm chằm Phạn Chiêu Đế không nói gì, loạt hình ảnh trong trận chiến ngày đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Đám người Quân Đế ở bên cạnh khi thấy Phạn Chiêu Đế cũng không hẹn mà cùng đồng loạt nghiêm mặt lại, trong mắt Quân Đế càng ánh lên sự lo lắng. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này có thực lực vô cùng khủng bố. Trên trời xanh, đao khí bá đạo Lăng Tiêu tản ra đã bị ác niệm của Phạn Chiêu Đế ngăn chặn lại, hai người đứng đối diện nhau cách thời không. Phạn Chiêu Đế nhìn Lăng Tiêu đang cầm trường đao trong tay, mặt vô cảm. Lăng Tiêu đánh giá Phạn Chiêu Đế một lượt, cười nói, ác đạo thú vị đấy. Vừa dứt lời, một thanh đao đã phóng thẳng đến trước mặt Phạn Chiêu Đế, một đao như trời long đất lỡ, bá đạo mạnh mẽ. Không chút màu mè, là một chiêu đao ẩn chứa sức mạnh như muốn lật tung đất trời, cho dù có là sức mạnh đại đạo của Tổ Đạo ở đây cũng sẽ bị chém đứt đoạn. Phạn Chiêu Đế vô cảm đối diện với một đao kia, trông đôi con người như biển máu của cô ta chẳng hề gợn ngọn sóng, cô ta đột nhiên đu ói tay ra điểm nhẹ một cái, đầu ngón tay vừa vươn, một luồng ánh sáng màu đó tựa cơn sóng đột nhiên khuếch tán ra. Âm ầm, cơn sóng kia mạnh đến mức ngăn cản một đao kia của Lăng Tuyết. Nhưng một khắc sau, xung quanh Phạn Chiêu Đế đột nhiên xuất hiện vô số ánh đao, những ánh đao đó tựa như mưa rào đổ thẳng xuống Phạn Chiêu Đế, chỉ thoáng chốc, mảnh thời không Phạn Chiêu Đế đang đứng đã bị bạt ngàn ánh đao nhấn chìm. Thập phương chấn sát. Phía dưới, Quân Đế nhìn vô số ánh đao chồng chất kia, vẻ mặt có chút kích động.
là thập phương chấn sát. Đây là chiêu đao Lăng Tiêu tự mình sáng tạo, một khi thi triển đến mức tối đa thì 10 phương đất trời, cho dù là thời không nào, nhân quả nào, đạo pháp nào, thể chất nào hay bất kỳ thần thông nào, đều sẽ bị tiêu diệt. Một đao phá trăm vạn pháp. Cho dù là tổ đạo năm đó cũng từng bị chiêu đao này làm trọng thương. Sắc mặt quân đế dần trở nên nghiêm nghị, bởi vì Lăng Tiêu dứt khoát sử dụng đến chiêu thập phương chấn sát, điều này đồng nghĩa với việc thực lực của ác đạo trước mắt mạnh hơn so với ông ta nghĩ nhiều, nếu không, Lăng Tiêu đã không coi trọng đến mức vừa ra tay đã tung sát chiêu. Xung quanh, tất cả mọi người đều đang nhìn khu vực thập phương kia, nơi đó có ánh đao hiện lên chữ thập, đang tàn sát hết thảy. Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện trong khu vực ánh đao, chỉ trong chớp mắt, vô số ánh đao đột nhiên biến thành một màu đỏ tươi đầy quỷ dị, Phản Chiêu Đế chậm rãi bước ra từ trong đó, cô ta điểm nhẹ ai xuống, một luồng hào quang đỏ ngầu chợt bùng lên, trong phút chốc, nghìn vạn ánh đao lập tức tan nát. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt đám người quân đế lập tức xa sầm. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế đang chậm rãi bước ra kia, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ha ha! Lăng Tiêu đột nhiên bắt đầu cười lớn, thú vị lắm, đến đây, đỡ thêm một đao của ta nữa đi. Dứt lời, người đã biến mất. Mà thời khắc này, Lăng Tiêu bỗng trở nên hư ảo, trong phút chốc, hàng ngàn vạn tàn ảnh ánh đao đột nhiên hiện lên, trong lúc mọi người hắn còn đang khiếp sợ, ngàn vạn ánh đao đó đột nhiên hội tụ lại một chỗ. Ầm ầm! Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe một tiếng nổ động trời vang lên, một mảnh ánh sáng đỏ vỡ vụn, Phản Chiêu Đế lập tức bị đánh bay. Lúc cô ta dừng lại thì đã xuất hiện ở trong vùng vũ trụ u ám. Vũ trụ địa ngục. Quân đế nhìn chằm chằm vào mảnh vũ trụ âm u quỷ dị ấy, hai tay chậm rãi siết chặt lại. Diệp Quân nghe cách gọi ấy thì hơi nghi hoặc, nhị ca, đó là vũ trụ địa ngục. Quân đế gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đây là vũ trụ có nền văn minh cấp 10, cũng là vũ trụ sâu nhất và tăm tối nhất trong các vũ trụ cấp 10. Nơi đó có vô số sinh linh hắc ám và những kẻ sa ngã không thể vào vòng luân hồi, không thể sống, cũng không thể chết, chúng chỉ có thể tồn tại theo một cách nào đó, nơi ấy tương đương với một nhà giam thiên nhiên, hơn nữa còn không bị tổ đạo hạn chế. Nói xong, ông ta liếc mắt nhìn chỗ Lăng Tiêu đang đứng, trong mắt tràn ngập sự kính nể, uy lực một đao kia của đại ca quá mạnh mẽ, có thể tổng thẳng người phụ nữ kia vào trong vũ trụ địa ngục. Địa ngục cấp 10. Diệp Quân nhìn về phía vũ trụ địa ngục chỗ Phản Chiêu Đế đang đứng kia, Phản Chiêu Đế chỉ vừa xuất hiện ở vùng vũ trụ đó mà chung quanh đã xuất hiện vô số khí thế khủng bố. Những thứ này đều là cường giả của vũ trụ địa ngục quanh năm sống với bóng tối, không thấy được ánh mặt trời, lúc này đột nhiên thấy có người xông vào thì lập tức đua nhau bâu lại. Hê hê! Thấy người đến là một người phụ nữ, rất nhiều tên khủng bố ẩn nấp trong bóng tối lập tức lộ ra nụ cười không kiêng dè gì, tiếng cười hèn mọn mà tàn ác. Phản Chiêu Đế đứng yên nhìn lướt qua xung quanh, lúc này, một cánh tay khô héo đột nhiên vươn tới muốn sờ soạng cô ta, kèm theo đó là tiếng cười hèn mọn vang lên ở phía sau, khà khà. Phản Chiêu Đế đột nhiên duỗi một ngón tay ra điểm nhẹ một cái, một tia sáng đỏ hiện lên, lập tức, toàn bộ vũ trụ địa ngục biến thành một biển máu vô tận. Tất cả sinh linh trong vũ trụ địa ngục lập tức hoảng loạn. Bọn chúng muốn chạy trốn nhưng không cách nào chạy. Khỏi được biển máu mênh mông này, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ địa ngục đã bị một luồng sức. Mạnh ác đạo kinh khủng tiêu diệt sạch sẽ, mà những ác niệm còn lưu lại trong cơ thể đám sinh linh đồn dập phóng lên trời, hóa thành từng luồng ánh sáng đỏ tràn vào trong người Phản Chiêu Đế. Cô ta là thần của ác đạo, phàm là người có ác niệm, đều có thể bị cô ta sai khiến. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ địa ngục đã bị cô ta san bằng. Sau khi cần nuốt toàn bộ ác niệm của sinh linh nơi đây, cô ta bước về trước một bước, vừa đặt chân xuất lại, cô A đã xuất hiện phía sau khoảng không nơi Lăng Tiêu đang đứng. Lúc cô ta vừa đi đến, bốn phía xung quanh thời không này lập tức bắt đầu nhuộm đỏ. Cô ta đã trở nên mạnh hơn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám người quân đế đều căng thẳng đến mức xưa nay chưa từng thấy. Ha ha! Đúng lúc này, tổ đạo ở phía bên kia đột nhiên cười lớn. Khi thấy Lăng Tiêu không làm gì được Phản Chiêu Đế, ông ta bắt đầu tiếp tục cản nuốt chúng sinh. Mặc dù đang cười, nhưng trong sâu thẳm con ngươi của tổ đạo đã hiện lên sát ý. Cho dù là Lăng Tiêu hay Phản Chiêu Đế kia đều là một mối uy hiếp to lớn, trong lòng ông ta, hai người này đều cần phải chết, chỉ cần ông ta đột phá thành công thì sẽ không chút do dự giết chết hai kẻ này.
người cuối cùng đứng trên đỉnh cao nhất chỉ có thể là tổ đạo ông Tai. Phản Chiêu Đế bước ra khỏi vũ trụ địa ngục rồi tiến về phía Lăng Tiêu, một khắc sau, cô ta đã hóa thành một tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, biển máu ngập trời bao trùm thẳng đến chỗ Lăng Tiêu ở phía xa, như muốn nghiền nát ông ta. Ha hai hay làm, Lăng Tiêu đột nhiên cười phá lên. Nói rồi, tay phải đang cầm đao của ông ta đột nhiên vung lên đánh ra một chiêu, mảnh trời đỏ tươi kia lập tức bị xé toạc ra thành một lỗ hổng khổng lồ. Tiếp đó, Lăng Tiêu thả người nhảy lên một cái, lần nữa phóng một đao về phía Phản Chiêu Đế đang đứng trong biển máu. Ầm ầm, trong thoáng chốc, mảng biển máu kia lập tức sôi lên. Vô số ánh đao cùng hào quang đỏ ngầu không ngừng răng lên chăng chịt khắp nơi. Từng luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng tràn ra khắp đất trời, những sức mạnh kia trực tiếp chấn nát tất cả ngoại trừ thiên mộ giới. Quân đế đột nhiên hô lên, lùi lại. Nói xong, ông ta lập tức dẫn mọi người lùi về trong phạm vi của thiên mộ giới, nhưng sức mạnh của Lăng Tiêu và Phản Chiêu Đế thật sự quá lớn, kết giới của thiên mộ lúc này cũng đang dần nứt ra, dư âm của từng luồng sức mạnh kia khủng kia lập tức bao trùm lên thiên mộ giới. Quân đế híp mắt lại, ông ta lập tức tung trưởng về phía trước. Một tấm bình phong vô hình kết tinh từ quyền ý lập tức chắn ngang trước mặt bọn họ, lúc này luồng dư chấn khổng lồ kia mới bị chặn ngang lại. Mà Diệp Quân phát hiện, có một vài dư chấn lọt vào trong biển khổ giới lại biến mất ngay không thấy đâu nữa. Thấy thế, Diệp Quân bỗng hơi ngạc nhiên, hắn quan sát xung quanh biển khổ giới này một vòng, nước biển tựa như được lắng đọng, không có bất kỳ gợn sóng nào, nhìn từ ngoài vào thì không thấy được có chỗ kỳ lạ nào. Nhưng quét thần thức đi thì căn bản không thể tới gần được khu vực trung tâm của khu biển này. Tiểu Cửu. Lúc này, Tam Tỷ đột nhiên nói, lúc trước đệ từng giao thủ với người phụ nữ kia rồi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ lại, khẽ gật đầu. Tam Tỷ nhìn hắn, không nói lời nào, những người khác cũng quay sang nhìn hắn. Diệp Quân hơi nghi hoặc, sao thế? Thượng Thương Chủ ở một bên đột nhiên cười nói, Tiểu Cửu, chắc đệ bị người ta đánh thảm lắm nhỉ? Diệp Quân cười khổ. Trận chiến đó, hắn suýt nữa người chết đạo vong, tiểu tháp bị đánh tàn, kiếm Thanh Huyên bị chém đứt. Thật sự là thảm nhất từ trước đến nay. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn vùng trời đang có hai người đang chiến đấu ngày càng kịch liệt kia, vô số hào. Quang đỏ máu cùng với ánh đao không ngừng đan xen cắt chém vào nhau, tạo ra những dư chấn kinh khủng như muốn hủy thiên diệt địa. Nhìn chiến cuộc thì hai người không phân cao thấp, không ai làm gì được yêu. Thế nhưng vẫn còn một tổ đạo. Diệp Quân nhìn tổ đạo kia, lúc này tổ đạo vẫn đang tế chúng sinh, không ngừng hấp thụ sức mạnh của bọn họ. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, nếu tổ đạo này đột phá, thì lúc đó Phản Chiêu Đế và tổ đạo liên thủ. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Quân lóe lên tia dữ tợn, hắn quay đầu nhìn về phía Tam Tỷ, Tam Tỷ, còn nhớ chuyện ta nói với Tỷ trước khi đi không? Tam Tỷ hơi run run, hỏi lại, chuyện gì? Diệp Quân đáp, tin tưởng ta. Tam Tỷ mở to mắt nhìn hắn. Mọi người. Diệp Quân cũng không muốn ngồi yên chờ chết như vậy. Hắn muốn vùng dậy. Chờ chết không phải là phong cách của ha. Nhưng hắn cũng ý thức rõ rằng với thực lực bây giờ của mình căn bản không thể chống lại tổ đạo, bởi vậy hắn nhất định phải mượn sức mạnh của Tam Tỷ. Nghe Diệp Quân nói thế, Tam Tỷ mở to mắt nhìn, ta hối hận rồi. Vẻ mặt Diệp Quân sượng lại. Tam Tỷ bỗng nhoẻn miệng cười, đùa đệ thôi. Nói rồi, cô ta thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói, ta nguyện tuân theo trật tự của Tiểu Cửu. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, kiếm ý trật tự trong cơ thể Diệp Quân đột nhiên phóng ra một cách điên cuồng, đâm thẳng lên trời cao. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của đám người Thượng Thương Chủ ở bên đều trở nên kỳ quái, tên này công khai là một kẻ nghịch đạo, nhưng thực tế lại là người dựng trật tự à. Nghĩ đến đây. Mấy người Thượng Thương Chủ quay sang, nhìn nhau một chốc, ai nấy cũng đều dở khóc dở cười, bọn họ đều là một đám nghịch đạo, vậy mà có một tên theo trật tự trà trộn vào, đây là chuyện gì vậy? Quân đế nhìn Diệp Quân, không nói gì. Theo sự phóng thích của kiếm ý trật tự, Diệp Quân lập tức hóa thành một lồng kiếm quang phóng lên trời, đánh thẳng đến chỗ tổ đạo. Tiểu Cửu, thấy cảnh này, sắc mặt Thượng Thương Chủ lập tức thay đổi. Muốn xông ra cản Diệp Quân nhưng lại Tam Tỷ lại đột ngột gọi lại, để đệ ấy đi đi. Thượng Thương Chủ quay đầu nhìn về phía Tam Tỷ, ngạc nhiên, Tam Tỷ. Tam Tỷ nhìn luồng kiếm quang đang lao về phía tổ đạo, mỉm cười nói, thiếu niên thì nên nhiệt huyết, không phải sao. Nghe vậy, nhóm người Thượng Thương Chủ đều không hẹn mà cùng nở nụ cười.
năm đó bọn họ cũng như thế. Người trẻ tuổi thì nên xông pha, nên liều mạng, mặc kệ thương tích đổ máu. Thấy chiêu kiếm của Diệp Quân đánh tới, Tổ Đạo Khế nhíu mày, ông ta đưa tay phải ra điểm về phía Diệp Quân một cái, trong thoáng chốc, chữ đạo hiện lên, nghìn vạn sức mạnh đại đạo xuất hiện. Ầm ầm, ánh kiếm vỡ vụn, trong nháy mắt Diệp Quân đã bị đánh bay ra ngoài, nhưng chẳng mấy chốc hẳn đã dừng lại, hẳn nắm chặt kiếm Thanh Huyên cắm vào thời không ở trước mạnh, lợi dụng kiếm ý trật tự mạnh mẽ để cơ thể đứng vững, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tổ Đạo ở nơi xa, dòng mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Không phải là không thể đánh. Thực lực của Diệp Quân quả thật kém xa tít tắp so với Tổ Đạo, nhưng lúc này đây, vì Tổ Đạo đang cần nuốt sức mạnh của chúng sinh nên không thể phân một phần sức mạnh ra ngoài, vậy nên ông ta không thể tạo thành áp chế chí mạng đối với Diệp Quân được. Mà đám người Quân Đế lúc này cũng phát hiện ra điều đó. Quân Đế không hề do dự mà hô lên, ra tay. Dứt lời, ông ta dẫn theo mọi người lao đến chỗ Tổ Đạo. Tất nhiên bọn họ đều biết nếu để Tổ Đạo đột phá thì sẽ ảo thành hậu quả gì, một khi ông ta thăng cấp, sẽ chẳng còn ai là đối thủ của ông ta nữa. Nhất định phải ngăn chặn. Nhìn thấy đám người Quân Đế ra tay, thân thể của Diệp Quân hơi rung lên, nhanh chóng hóa thành một luồng kiếm quang bản về phía Tổ Đạo. Sau khi có tín ngưỡng của Tam Tỷ củng cố vào, uy lực của kiếm ý trật tự của hắn đã được nâng lên vượt bậc, thêm vào hai loại sức mạnh huyết mạch. Uy lực của chiêu kiếm bây giờ của hắn đã đủ sức uy hiếp, khiến Tổ Đạo cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy Diệp Quân cùng đám người Quân Đế đánh tới, Tổ Đạo cũng chẳng sợ hãi gì, ông ta đứng trên trời cao, tay phải đưa ra phía trước rồi đột nhiên siết chặt lại, trong thoáng chốc, một vòng xoáy khổng lồ bỗng hiện lên. Đám người Diệp Quân nháy mắt đã bị cuốn vào trong vòng xoáy khủng bố kia, mà bên trong vòng xoáy là một thời không tĩnh mịch. Lúc mọi người đang nghỉ hoặc thì đột nhiên xung quanh xuất hiện vô số ngôi sao. Không thể thấy đâu là điểm kết thúc, chúng cứ lít nha lít nhít, tựa như vô tận. Quân Đế dẫn đầu hơi híp mắt lại, cẩn thận đấy, đây là thuật biến đổi đại đạo của Tổ Đạo, thuật pháp này của ông ta không tầm thường như của các thiên đạo đâu. Vừa dứt lời, bỗng, nương theo một tiếng sấm rung trời vang lên, vô số trụ sét màu đỏ thẳm đột nhiên bản xuống dồn dập từ nơi sâu xa trong vũ trụ, khí thế ngập trời, chấn động đến mức nghìn tỷ ngôi sao trong tinh không này phải rung lên dữ dội. Những trụ sét màu đỏ thẳm kia còn chưa bản đến đây, nhưng uy thế mạnh mẽ của chúng đã phả vào mặt, khiến mọi người ở đây thấy có chút khó thở. Quân Đế đột nhiên nói, cẩn thận. Vừa dứt lời, ông ta đã bay vọt lên trước, đấm một quyền cực mạnh lên đám trụ sét đang liều mạng bản phá tới kia. Tam Tỷ cũng theo sát đáng sau, cô ta đọc chú pháp, vô số phù văn của luật pháp nhân gian tựa như thủy triều đánh về phía trụ sét kia. Giết! Thượng Thương Chủ đột nhiên gầm lên đầy dữ tợn, dứt khoát gọi ra tượng đạo đại đạo của mình, rồi lao về phía đám trụ sét mãnh liệt như châu rừng. Nhìn thấy Tam Tỷ cùng các đại ca đều xông pha, Diệp Quân hít sâu một hơi, hẳn chỉ khẽ suy nghĩ, người đã lập tức vọt ra. Ánh kiếm lia vạn trượng, xé rách tất thảy. Diệp Quân chém thẳng một kiếm lên trên trụ sét, sức mạnh khổng lồ lập tức đánh vỡ trụ sét đó, nhưng chỉ một chốc sau, đã có một trụ sét khác đánh về phía ha. Diệp Quân nâng kiếm hạ kiếm, mỗi một chiêu đều đánh vỡ được một trụ sét, nhưng những trụ sét kia cứ như vô cùng vô tận, căn bản chém mãi không hết, giết hoài không xong. Dần ra, đám người Diệp Quân đã bị áp chế ở trong khu vực trụ sét này, không cách nào thoát thân được. Quân Đế có thực lực mạnh nhất, ông ta xông lên trước nhất, lấy sức một người ngăn chặn mấy trụ sét, một quyền đánh ra đều chấn nát được một chun, nhưng số trụ sét ngày càng nhiều, bạt ngàn đếm hoài không xuể. Cho dù thực lực của ông ta có mạnh hơn nữa cũng không thể nào dẹp tan tất cả. Quân Đế biết, đây là Tổ Đạo đang muốn ngăn cản bọn họ, lúc ra tay, ông ta đã liếc xem thử người ở bên ngoài, bây giờ ở khu chiến trường kia Lăng Tiêu vẫn đang đại chiến với Phạn Chiêu Đế, chưa phân được thẳng bại. Quân Đế lại nhìn về phía Tổ Đạo, lúc này hơi thở của đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, sắc mặt ông ta tối đi, một khi để cho Tổ Đạo chân chính đột phá thì khi đó mọi người xem như xong đời. Quân Đế đột nhiên nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, tiểu cửu, kiếm của cậu có thể khắc chế thời không, nghĩ cách đánh nát thời không nơi này đi. Nói xong, thân hình ông ta hơi rung lên, chớp nhoáng hóa thành tượng đạo cao vạn trượng, sau đó đập một quyền về mảnh thời không trước mặt Diệp Quân, theo cú đấm này tung ra, vô số trụ sét ầm ầm vỡ vụn, tựa như pháo hoa nổ giữa vũ trụ, sáng rực lấp lánh. Có Quân Đế trợ giúp, Diệp Quân có thể lấy hơi trong phút chốc, hắn nhìn xung quanh.
trong mắt ảnh lên tia dữ tợn, một khắc sau, Ha nằm chắc kiếm Thanh Huyên rồi đâm về phía trước một chiêu. Răng rác, nơi mũi kiếm đâm vào, thời không lập tức nứt ra. Diệp Quân mừng rỡ trong lòng, kiếm Thanh Huyên quả nhiên có thể phá được thời không này, nhưng chỉ tích tắc sau, thời không vốn dĩ đã nứt ra kia lại khép miệng, cùng lúc đó, trong đất trời đột nhiên tràn ra một luồng sức mạnh ý chí kinh khủng. Ý chí của tổ đạo. Theo luồng ý chí của tổ đạo xuất hiện, nghìn tỷ ngôi sao trong tinh hà vũ trụ vô danh này bỗng bốc cháy, ngay sau đó, chúng hóa thành từng trụ sét lửa bắn đến chỗ đám người Diệp Quân. Mỗi một ngôi sao đều đại diện cho một phương vũ trụ. Đây chính là thuật biến hóa đại đạo tối cao nhất của tổ đạo. Thấy cảnh này, sắc mặt của đám người quân đế đều trở nên nghiêm trọng, nghìn tỷ ngôi sao hóa thành sét lửa, uy lực mạnh đến mức khiến họ biến sắc. Hơn nữa vùng vũ trụ này còn đang tỏa ra ý chí tổ đạo cực kỳ kinh khủng, luồng ý chí đó khiến người ta thấy như có quả núi đè lên tim, rơi vào cảm giác nghẹt thở chết chìm. Diệp Quân đột nhiên vung kiếm Thanh Huyên lên, lại chém một nhát vào thời không trước mặt mình, thời không nứt ra, nhưng thoát chốc lại khôi phục. Cho dù hắn có vận dụng ba loại sức mạnh huyết mạch cộng thêm kiếm ý trật tự cũng không thể hoàn toàn phá vỡ được thời không của vùng vũ trụ này. Lúc này, quân đế dẫn đầu đột nhiên khế nói. Vùng vũ trụ này không phải là một mảnh vũ trụ hư vô, mà là một vùng vũ trụ chân thật, đó là vũ trụ do tổ đạo chế tạo ra bằng cách ngưng tụ đại đạo. Tam tỷ đột nhiên nói, sức mạnh của tiểu cửu vẫn chưa đủ, nếu đủ thì kiếm trong tay đệ ấy đã có thể phá tan nơi này. Quân đế khẽ nhíu mày. Những người còn lại đang ra sức phá vỡ sét lửa nghe thế cũng nhíu mày lại, tất nhiên bọn họ đều hiểu ý của tam tỷ. Tam tỷ đột nhiên cả giận nói, còn do dự gì nữa hả? Tiểu cửu là người của mình, tín ngưỡng đệ ấy một chốc thì có sao. Cho dù sau này hẳn có trở nên bại hoại thì cũng đỡ hơn là tên tổ đạo kia, đúng không? Quân đế dẫn đầu không do dự nữa, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, giọng như sấm rền, tiểu cửu, nhị ca đồng ý tuân theo trật tự của đệ, nhưng nhị ca nói rõ mất lòng trước được. Lòng sau, tương lai nếu đệ trở nên thối tha như tên tổ đạo kia thì lúc đó nhị ca sẽ là người đầu tiên không tha cho đệ. Tiếng nói vừa dứt. Kiếm ý trật tự quanh thân Diệp Quân ở phía xa xa chợt tăng vọt lên trong nháy mắt, chí ít phải gấp mấy lần. Thực lực của quân đế trong vũ trụ này chắc chắn là thuộc hàng đầu, thêm vào bản thân ông ta là kẻ nghịch đạo, nên tín ngưỡng của ông ta khủng bố biết bao nhiêu. Diệp Quân chỉ cảm thấy kiếm ý trật tự của mình đã được lột xác hoàn toàn. Mà đúng lúc này, Thượng Thương Chủ cùng đám người nghịch đạo cũng đua nhau hô lên, nguyện tuân theo trật tự của kiếm chủ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, kiếm ý trật tự của Diệp Quân đã tăng vọt lên mấy chục lần, kiếm ý trật tự mạnh mẽ phòng lên trời, vậy mà lại bức lùi được ý chí của tổ đạo. Không chỉ thế, những tia sét lửa khi đến gần chỗ Diệp Quân cũng không chịu nổi kiếm ý trật tự kinh khủng cỡ này, lập tức nổ tung, hóa thành hư vô. Thời khắc này, kiếm ý trật tự của Diệp Quân đã có sự thay đổi long trời lỡ đất, hắn chỉ cần khế động suy nghĩ là có thể khiến đám trụ sét đỏ rực ở xa mấy vạn trượng lập tức hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, đám người Thượng Thương Chủ đều khiếp sợ, thực lực của tiểu cửu tăng lên đến mức biến thái luôn rồi đấy. Diệp Quân hít sâu một hơi, hẳn đột nhiên chém một kiếm vào thời không ở trước mặt. Răng rắc, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó, thời không của vùng vũ trụ này như một tấm gương bị búa gõ mạnh vào, ầm ầm đổ nát. Bên ngoài, một luồng ánh kiếm đột nhiên phóng thẳng lên trời, chém thẳng vào tổ đạo đang cần nuốt chúng sinh. Chiêu kiếm này lao đến đã dễ dàng phá nát từng tầng trời nơi đây, vô số sức mạnh đại đạo đã bị chém nát. Tổ đạo nhìn chăm chăm vào Diệp Quân đang chém kiếm tới, mặt không có cảm xúc, ngay khi chiêu kiếm của Diệp Quân đâm đến trước mặt ông ta, trong mắt của Diệp Quân đột nhiên co lại rồi đứng khựng lại giữa khoảng không, bởi vì một luồng thần thức khủng bố bạt ngàn không kém gì tổ đạo. Đã trực tiếp khóa cứng hẳn. Tổ đạo này còn có viện binh. Không phải phản chiêu đết. Cũng không phải chủ nhân bút đại đạo, nhưng lại có chút quen thuộc. Trong nháy mắt Diệp Quân bị khóa lại đó, ở trong hệ ngân hà xa xôi, trên một tinh cầu màu vàng rực, một bàn tay khổng lồ đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp xé vụn thời không, chớp mắt đã lao đến trước mặt Diệp Quân, như thể muốn nghiền ép hắn thành bột mịn. Diệp Quân híp mắt lại, không lùi mà còn tiến tới, nhảy vọt lên một cái rồi vung kiếm chém xuống. Ầm, vô số ánh kiếm bị phá vụn. Bắn ra tung tóe khắp đất trời, Diệp Quân bị chấn động đến mức phải liên tục lùi về phía sau. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hẳn nhìn bàn tay khổng lồ trước mặt mình,
bàn tay đó cứ như một vị thần ngạo nghễ đứng sừng sững phía trước tổ đạo, tản ra từng hơi thở cổ xưa, phảng phất như đến từ nghìn tỷ năm trước. Diệp Quân nheo mắt lại, là ngươi. Hẳn không ngờ rằng vị cường giả bí ẩn trên hỏa tỉnh lại xuất hiện giúp đỡ tổ đạo. Sao đối phương lại làm vậy? Diệp Quân nhíu chặt mày lại, tỏ vẻ rất khó hiểu. Vị cường giả bí ẩn trên hỏa tinh không trả lời Diệp Quân, chỉ là bàn tay khổng lồ kia vẫn luôn chắn trước mặt tổ đạo. Tổ đạo liếc mắt nhìn bàn tay khổng lồ, lập tức cười to một tiếng, rồi tiếp tục tế chúng sinh. Lúc này, đám người quân đế đã đến bên cạnh Diệp Quân, quân đế nhìn bàn tay khổng lồ, khẽ nhíu mày, tiểu cửu, để biết đối phương à. Diệp Quân gật đầu, ừ. Quân đế nhìn chăm chăm vào bàn tay khổng lồ, bản thể của đối phương không ở đây, gã đang ở một nơi cách chỗ này cực kỳ xa. Diệp Quân liếc mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia, nhị ca, ta cần các huynh giúp ta cản gã lại. Nói rồi, hẳn nhìn về phía tổ đạo cách nơi này không xa, lúc này, hơi thở của tổ đạo đã ngày càng mạnh mẽ. Quân đế gật đầu, được. Nói rồi, gã cùng với nhóm người tam tỷ đồng loạt biến mất tại chỗ, mà gần như là cùng lúc. Diệp Quân đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang chớp nhoáng bay đi. Keng! Một tiếng kiếm lảnh lót đột nhiên vang vọng khắp vô số vũ trụ. Trong nháy mắt, chiêu kiếm của Diệp Quân đã đánh tới trước mặt tổ đạo vung năm đấm bên phải ra, sức mạnh đại đạo vô cùng vô tận như nghìn tỷ cơn sóng kéo tới. Ầm! Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng một khắc sau, hẳn lại hóa thành một luồng kiếm quang bắn tới tổ đạo. Bởi vì có nhóm người quân đế tín ngưỡng nên kiếm ý trật tự của Diệp Quân lúc này có thể nói là đã tương đương với cảnh giới bán bộ đạo ngã tự tại, lại thêm sức mạnh của kiếm thanh huyên, cho dù có đối diện với cường giả cảnh giới đạo ngã tự tại chân chính thì cũng có thể đánh ngang sức một phen. Nhưng những người ở cảnh giới đạo ngã tự tại hiện nay đã biết là Lăng Tiêu và Tổ Đạo, xét thêm sức chiến đấu hiện nay của Phản Chiêu Đế thì cô ta chắc hẳn cũng là một cường giả cảnh giới đạo ngã tự tại. Mà sức chiến đấu của Diệp Quân hiện tại vẫn có sự chênh lệch nhất định so với bọn họ, cũng may hiện tại tổ đạo đang tế chúng sinh nên phần lớn thực lực đều dồn vào bên đó, vậy nên Diệp Quân mới có thể miễn cường đánh đấm một trận. Diệp Quân điên cuồng khởi động sức mạnh huyết mạch và kiếm ý trật tự trong cơ thể mình, hết chém chiêu này lại đến chiêu khác về phía tổ đạo, tuy hẳn có thể đánh tan sức mạnh đại đạo của tổ đạo, nhưng hắn vẫn không thể chân chính chém được đến xác thịt của ông ta. Theo một luồng kiếm quang bản ra, Diệp Quân không tiếp tục ra tay nữa, hắn đứng ở trên không trung nhìn chăm chằm vào khu vực tổ đạo đang đứng, ở đó có ý chí tổ đạo tản ra nồng đậm, những luồng ý chí đó tựa như tầng tầng lớp lớp tường thành đứng sững sững bảo vệ bốn phía quanh tổ đạo, Diệp Quân phá hủy một cái thì sẽ lập tức xuất hiện thêm một cái khác, bạt ngàn vô tận. Lúc này tổ đạo cũng đang nhìn Diệp Quân, không thể không nói, ông ta có chút ngạc nhiên về Diệp Quân, nhớ lúc đầu gặp mặt. Diệp Quân yếu đến mức trói gà không chặt, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thực lực của Diệp Quân đã đạt đến trình độ này. Có thể nói, xét khắp vũ trụ cấp 10 này, ngoại trừ các cường giả đỉnh cao như bọn họ ra, không ai có thể so được. Với người này, nghĩ đến đây, trong mắt tổ đạo lại nổi lên sát ý. Trong danh sách những người phải giết của ông ta lại có thêm một cái tên Diệp Quân. Người này không tiêu diệt hôm nay thì tương lai ắt sẽ thành đại họa. Như nghĩ đến điều gì đó, tổ đạo liếc mắt nhìn về chiến trường đang lập lòe ánh đao ở phía xa, bên trong biển máu ánh đao kia, Phản Chiêu Đế và Lăng Tiêu đã đánh vào giai đoạn gay cấn cực độ, sức mạnh của cả hai đều vô cùng khủng bố, cho dù là ông ta cũng phải thấy hơi kiêng dè. Tất cả đều phải chết. Sát ý trong lòng tổ đạo đã vô cùng nồng đậm, đám nghịch chủng này đều cần bị tiêu diệt. Chờ sau khi ông ta đột phá thành công sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn họ. Ông ta thu ánh mắt lại. Tay trái chậm rãi siết chặt, sức mạnh từ vô số vũ trụ, vô số chúng sinh không ngừng cuồn cuộn đổ về, theo sự hấp thụ không ngừng nghỉ đó, thân thể ông ta bắt đầu khẽ rung lên, hơi thở tỏa ra đang dần thay đổi. Nhận thấy sự biến hóa này, trên mặt ông ta không nhịn được lộ ra một nụ cười. Chỉ cần một lúc nữa thôi, ông ta sẽ tiến lên một đẳng cấp khác. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đó, ngay sau đấy. Một luồng kiếm quang khủng bố đã chém đến trước mặt ông ta. Tổ đạo quét tay phải ngang qua, vô số sức mạnh đại đạo. Và ý chí đại đạo tuôn ra, chặn ngang lại đường kiếm kia, nhưng Diệp Quân đã lại đâm thêm một đường kiếm đến. Lúc này đây, Diệp Quân đã thôi thúc ba loại huyết mạch đến cực hạn, nhưng mặc cho hắn có vùng kiếm chém thế nào. Đi chăng nữa, vẫn không thể làm gì được tổ đạo.
Tổ đạo hiện tại cũng không liều mạng với Diệp Quân làm gì, ông ta chỉ phòng thủ, mà với đấu pháp của ông ta, đừng nói là Diệp Quân, cho dù có là Lăng Tiêu và Phản Chiêu Đế đến cũng chưa chắc chạm được vào cái hồ đó. Sở dĩ tổ đạo lựa chọn đấu pháp này là vì muốn ổn định, ông ta cũng không muốn lúc này mà phải đi liều mạng với Diệp Quân, lỡ như sơ hở lĩnh phải một chiêu kiếm thì chẳng phải như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Ông ta cũng có chút coi trọng Diệp Quân, nhất là thanh kiếm trong tay hắn không hề tâm thường, bởi vậy vì lý do an toàn, ông ta lựa chọn nhẫn nhịn một phen. Diệp Quân lúc này bắt đầu trở nên nôn nóng, bởi vì hắn biết nếu để cho tổ đạo đột phá, thì khi đó tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của ông ta, nhưng lúc này cho dù hẳn có vung kiếm thanh huyên lên như thế nào cũng chẳng thể làm gì được tổ đạo. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, bình tĩnh lại đi. Nghe Tháp gia nói thế, Diệp Quân bỗng nhiên thức tỉnh, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại rồi tĩnh khí ngưng thần, một lát sau, hắn hít vào một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình. Sau đó hắn mở mắt nhìn về phía tổ đạo cách đó không xa. Ánh mắt đã trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Diệp Quân đột nhiên cúi đầu nhìn đoạn kiếm thanh huyên, hẳn im lặng một lát rồi đột nhiên vung kiếm cao lên. Trong phút chốc, vô số kiếm ý trật tự trong cơ thể hẳn trào dâng ra, tựa như thủy triều cuồn cuộn hội tụ vào trong kiếm thanh huyên. Tái tạo kiếm thanh huyên. Theo vô số kiếm ý trật tự tuôn vào kiếm thanh huyên, thân kiếm bắt đầu dần trở nên ổn định lại. Thấy cảnh này, lông mày tổ đạo bỗng nhíu lại, lúc này đây trong lòng ông ta đã dâng lên một nỗi bất an. Diệp Quân lại nắm chặt kiếm thanh huyên, vô số kiếm ý trật tự không ngừng tràn vào trong thanh kiếm, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, đan xen chút thấp thỏm, bởi vì hắn cũng không nắm chắc được mình có thể tái tạo lại kiếm thanh huyền hay không, dù sao thanh kiếm này từ đầu đã không phải do hắn tạo ra. Nhưng đến lúc này rồi, hẳn chỉ có thể thử xem. Nhờ kiếm ý trật tự cuồn cuộn không dứt tràn vào, đoạn kiếm thanh huyên dần dần trở lại như cũ. Thấy thế khiến Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có hy vọng, còn sắc mặt của tổ đạo thì trầm xuống, liền đưa mắt nhìn sang bên phải, bàn tay khổng lồ cường giả bí ẩn ở hỏa tinh đã bị đám người quân đế khống chế xiết sao, căn bản không thể thoát thân đến giúp đỡ được. Tổ đạo thu lại tầm nhìn, bè đầu gia tăng tốc độ tế chúng. Xin hy, tất nhiên ông ta sẽ không gửi gắm hết hy vọng vào người khác, chỉ cần tế chúng sinh thành công thì tất cả những người ở đây chỉ là run rế mà thôi. Búng tay là có thể giết. Nhận ra được tốc độ tế chúng sinh của tổ đạo đang nhanh hơn, Diệp Quân cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ tái tạo kiếm thanh huyên, không thể không nói việc này rất vất vả. Như hắn dự liệu, nếu là khi trước, hẳn căn bản không có khả năng tái tạo lại kiếm thanh huyên, nhưng sau khi có được tín ngưỡng từ nhóm nhị ca, kiếm ý trật tự của hắn đã có sự thay đổi long trời lỡ đất, lúc này mới có thể tái tạo lại kiếm, nếu không hắn cũng chỉ lực bất tòng tâm. Diệp Quân không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên chú tái tạo lại kiếm thanh huyên, sau khi kiếm ý trật tự bạt ngàn tràn vào, kiếm thanh huyên rung lên dữ dội không ngừng, đoạn kiếm bị vỡ dần be đầu liên kết lại. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, còn thiếu chút nữa thôi. Tiểu tháp thì đột nhiên bảo, vào trong tháp đi. Diệp Quân lập tức biến mất tại chỗ, tiến vào trong tháp. Thấy Diệp Quân đột nhiên biến mất, lông mày tổ đạo lập tức nhíu lại. Cái quỷ gì thế, tên kia chạy rồi à? Nhưng vào lúc này, Diệp Quân lại đột nhiên xuất hiện lại, mà thanh kiếm thanh huyên trong tay hắn cũng đã trở về hình dáng ban đầu vốn có. Thấy thế, tổ đạo sửng sốt. Diệp Quân nhìn về phía tổ đạo, không hề phí lời mà lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Vùi tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Sắc mặt tổ đạo lập tức thay đổi, tay phải nhanh chóng tung ra một quyền, một vùng vũ trụ ngân hà lập tức xuất hiện. Nháy mắt đã cuốn lấy Diệp Quân vào trong. Nhưng một khắc sau, Diệp Quân đã vung một kiếm chém tan mảnh vũ trụ này. Ngay sau đó, một chiêu kiếm mạnh mẽ đã lao thẳng đến chỗ ông ta. Am! Theo một tiếng nổ vang lên, tổ đạo đã bị chiêu kiếm của Diệp Quân chém lùi ra mấy vạn trượng. Vừa mới dừng lại thì đã thấy Diệp Quân đột nhiên lại chém tới tiếp. Lúc này kiếm thanh huyền đã khôi phục, lại thêm sức mạnh ba loại huyết mạch cùng kiếm ý trật tự hoàn toàn mới. Một kiếm hiện tại của hắn đã có thể tiêu diệt được sức mạnh đại đạo. Đối mặt với chiêu kiếm của Diệp Quân, trong mắt tổ đạo lóe ra một tia dữ tợn, cánh tay phải vung lên, nghìn tỷ ngôi sao đột nhiên xuất hiện trong thiên địa. Ngay sau đó, từng luồng sấm sét đại đạo bổ thẳng xuống Diệp Quân, nhưng Diệp Quân chỉ tùy ý vung một kiếm ra, mảnh vũ trụ tinh hà kia lập tức bị phá vụn, nghìn tỷ ngôi sao cũng bị hủy diệt trong chớp mắt. Diệp Quân mở ra một đường,
lần thứ hai đâm kiếm về phía tổ đạo, chiêu kiếm này còn mạnh mẽ hơn so với khi trước, tốc độ cũng nhanh hơn vượt bậc, chỉ thoát chốc đã đến trước mặt tổ đạo. Am, tổ đạo lại bị một kiếm chém lùi. Mà lúc Diệp Quân đang định tiếp tục ra tay thì tổ đạo vừa đứng vững lại trên đất kia chợt nở nụ cười quỷ quái, lúc Diệp Quân chém kiếm đến lần nữa, ông ta vung tay lên đấm ra một quyền, hất văng Diệp Quân ra ngoài. Tổ đạo nhìn Diệp Quân bị đánh bay, cười to, bản tổ đã thành công rồi. Ha han, dứt lời, tay trái của ông ta chợt bốc cháy, trong phút chốc, hơi thở của ông ta lập tức tăng vọt một cách chóng mặt, chúng sắp sửa biến chất thành một thứ đáng sợ hơn. Trong mắt Diệp Quân lóe lên sự dữ tợn, định thiêu đốt thân thể và linh hồn, đồng thời hoàn toàn phong ma, nhưng bỗng hẳn lại cảm nhận được gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn quay đầu lại thì thấy tổ đạo cũng như thế, không biết đã cảm nhận được gì mà tho e cái đã tái mặt đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.